chương 71. Lý Thủy Viện không cổng nồi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không cần. Trầm mặt một lát sau, tự hồ bị người nào đó lây bệnh, Tô Văn mới mở miệng nói ra, nếu như là lý gia huyết mạch, căn bản không cần ngươi nói. Hắc hắc. Triệu Huy dường như bị hắn thấy không có ý tứ, nắm lấy đầu nở nụ cười. Tô Văn hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Không có ý tứ cái này nhỏ mập mạp trong từ điển đoán chừng liền không có cái từ này cũng không biết lúc nào phát hiện huyết quỷ thế mà một mực nhìn đến bây giờ nên ăn một chút nên ngủ ngủ tối hôm qua rõ ràng dọa thành như thế nhưng một điểm không giống như là ngụy trang đúng rồi tô ca ngươi cùng vị kia là quan hệ như thế nào tối hôm qua nhìn các ngươi thật giống như còn không biết đâu là trước khi đi đọc câu kia thơ hào sao như là đã thẳng thắn triệu huy cũng liền không còn nhẫn nại đấy lòng hiếu kỳ một hơi hỏi bạn trên mạng tô văn gật gật đầu hồi đáp bạn trên mạng triệu huy nháy nháy nhỏ bé hai mắt một mặt kinh ngạc thật kỳ quái sao lúc trước hắn cũng chỉ là một người bình thường tô văn nói là như thế này không sai nhưng luôn cảm giác là lạ triệu huy nhịn không được lại gãi gãi đầu ngượng ngùng nói một điểm không có ma giáo môn đồ dáng vẻ. Bất quá, so sánh ba vị trước hắn tính bình thường. Một cái thích bám vào trên thân người, thể nghiệm nhân loại sinh hoạt danh nữ quỷ, một cái thích hàng hiệu trang phục, biết động thổ thuật tinh quái, một cái rõ ràng huyết khí trùng thiên, nhưng lại một bộ tiểu thụ bộ dáng huyết quỷ, mình nhận biết cái này đều là ai a? À? Bất quá, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền gặp được bốn vị không bình thường nhân vật, xem ra thế giới biến hóa thật rất lớn. Rất nhiều người mặc dù đã nhận ra, nhưng cũng không rõ ràng ý vị như thế nào, quen thuộc nước chảy bèo trôi, an nhàn sinh hoạt, nhưng có người cũng rất nhạy cảm, từng cái ngon ngoe muốn động. Tô ca, hai người kia làm sao bây giờ? Triệu Huy hỏi. Dường như đóng vai tiểu đệ nhân vật nghiện. Cho Lý Thủy Viện gọi điện thoại đi. Tô Văn khẽ châu mày, lập tức liền triển khai, hồi đáp. Triệu Huy nhãn tình sáng lên. Chủ ý này tốt trả về không cam tâm, thế nhưng là giam giữ ở chỗ này, không nói luật pháp vấn đề, hắn thật đúng là sợ lý gia chó cùng rất dậu. Còn vết chết, càng không khả năng, được không bù mất. Ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Tô Văn đứng dậy nói. Ta cái này liên hệ lý thủy viện. Triệu Huy gật gật đầu. Nhìn ra hắn tình trạng không đúng, giống như thật là gặp sự cố khi luyện công, bất quá thu hoạch cũng cũng không nhỏ. Khỏi cần phải nói, mi tâm cái kia đào làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng vết dọc, khẳng định không phải là vì đẹp mắt mình vẽ lên đi. Tô Văn sau khi lên lầu, còn chưa kịp chỉnh lý thu hoạch, liền thấy huyết quỷ xuyên tường tới. Liền như thế trực tiếp từ trong vách tường bay ra, cũng không sợ hù đến hắn. Sau đó, cứ như vậy trực câu câu nhìn chầm chầm hắn nhìn. Cũng không mở miệng. Làm sao? Tô Văn kéo ra khóe mắt, bất đắc dĩ chủ động hỏi ngươi làm sao gắn gượng qua tới? Huyết quỷ hiếu kỳ hỏi. Tu vi mặc dù cũng không làm sao tinh thâm, nhưng không chịu nổi thực lực cao, lại tại sát vách, tự nhiên có thể phát giác được ban ngày lúc hắn dị trạng. Ứng ừ một cái lại tới. Tô Văn thuận miệng hồi đáp. Cũng không phải đột phá cảnh giới, làm sao náo động tỉnh lớn như vậy? Huyết quỷ từ chối cho ý kiến lên tiếng, hỏi lần nữa. Rõ ràng một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, hết lần này tới lần khác lòng hiếu kỳ còn mạnh hơn vô cùng. Hẳn là trở lại kiếp này sau lần thứ nhất tu luyện, thân thể, thần hồn, tâm tính đều rất giống trở lại mẫu thể, có chút cùng loại với thiên nhân hợp nhất trạng thái, tăng thêm đoạn thời gian trước một mực chịu đựng, cho nên mới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lần này, Tô Văn cẩn thận giải thích nói. Sau đó hắn đã nghĩ tới nguyên do. Lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn huyết quỷ con mắt có chút sáng lên, nhìn độ độ một chút, nói ra. Cái này quả đen, đối ngươi ngược lại là trung tâm. Kia là. Tô Văn cười một tiếng. Ngươi thương thế bên trong cơ thể, không có vấn đề sao? Huyết quỷ có chút nghiêng đầu, nhìn chầm chầm thân thể của hắn hỏi. Hắn kinh mạch trong cơ thể, hơn phân nửa đều có tổn thương, đổi thành người bình thường, sợ là sớm đã đau đến lăn lộn. Chậm rãi chữa trị đi. Tô Văn thở dài, nói lâm cửu ngược lại là sẽ luyện dược nhưng hắn cùng lâm cửu tiếp xúc thời gian không dài căn bản không có cơ hội học mà lại cái nghề này cần học đồ vật quá nhiều dù là thiên phú cực dai cũng cần thời gian đến lắng động nha huyết quỷ lên tiếng trầm mặc một lát sau đó tự như ống kính chiếu lại trực tiếp xuyên tường rời đi tới chính là vì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình cuối cùng quan tâm một chút tô văn tình trạng cơ thể cũng là bởi vì tô văn thỏa mãn hắn một người hiếu kỳ tâm tô văn kéo ra khóe miệng về sau cao giọng nói ra ta muốn tắm rửa trong vòng một canh giờ đừng tới đây không ai trả lời hẳn là ngầm thừa nhận tô văn tắm một cái đổi một bộ quần áo ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu nghiên cứu trong thức hải của mình pháp toản chân văn lúc trước người đều nhanh đói điên rồi nào có thời gian ngang lấy ra cơ sở nhất dễ hiểu nhất điện từ lực lý luận tri thức. Mặc dù Thạch Kiên cũng không hiểu những kiến thức này, nhưng hắn lại ngành sinh sinh mình tìm hiểu ra đến, đồng thời đã có thể thay đổi thực tiễn. Tô Văn cũng hiểu không phải rất nhiều, mà lại chỉ có thể làm tham khảo, bởi vì những lý luận này tri thức không thuộc về khoa học bên cạnh, mà là thần bí bên cạnh. Không phải nói khoa học bên cạnh lý luận tri thức vô dụng, vừa vặn tương phản, có hoàn chỉnh lý luận làm tham khảo, vô luận đối nhà khoa học vẫn là tu hành người đều là may mắn lớn nhất, gian lận cũng không gì hơn cái này. Sở dĩ không có dựng thẳng hướng lấy ra nào đó vừa xong chỉnh năng lực, là bởi vì cố nhiên hiện tại tác dụng rất lớn, nhưng lại tiềm lực có hạn, tự như một căn mười mấy tầng nhà lầu, cùng một khối đủ để kiến tạo cao ốc chọc trời nền tảng, ai cũng biết cái sau có tiền đồ hơn. Có được pháp toản chân văn chỗ tốt là, không chỉ có phóng thích đối ứng pháp thuật uy lực đại tăng, tiêu hao cũng theo đó giảm bớt mà lại hạ bút thành văn, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại hắn nghiên cứu pháp toán chân văn trong lúc đó, Lý Thủy Viện cùng một người lính phong cách 10 phần mãnh liệt thanh niên cùng nhau đi vào Triệu Trang. Dường như đã bỏ đi mời hắn, trong khoảng thời gian này, Lý Thủy Viện vẫn luôn không có sẽ liên lạc lại hắn. Bất quá, hắn không biết là Lý Thủy Viện đem hắn, linh căn hệ thống báo cáo về sau, đội hành động đặc biệt đã tại cả nước bắt đầu vơ vét phương diện này nhân tài sở dĩ không có liên hệ hắn cũng là cùng phía trên đưa khí chính mình cũng đã đem người kéo vào cửa kết quả tỉnh ngộ xuống tới về sau trực tiếp lại đem người đẩy đi ra cầm tỉnh ngộ không có cách nào nhưng cái này nội mình không lưng dù sao đến lúc đó tìm tới nhân tài có linh căng phía trên khẳng định sẽ phái người liên hệ hắn mình coi như hiện tại đem hắn kéo vào được cũng lưu không được bất quá đối chuyện của hắn lý thủy viện vẫn là rất xem trọng mà lại Lý Gia làm sao lại tìm tới hắn, không cần nghĩ cũng biết vấn đề xuất hiện ở mình nơi này, trong lòng có chút ấy nấy. Tiếp vào Triệu Huy điện thoại về sau, trực tiếp lái xe tới. Người đâu? Nhìn thấy Triệu Huy về sau, trực tiếp hỏi. Trong lều nằm đâu? Triệu Huy chỉ chỉ hai người nằm địa phương. Về sau gặp được loại người này, chỉ cần đừng giết chết, người cứ tự nhiên. Lý Thủy Viện mặt âm trầm nói quốc gia phí hết tâm tư lôi kéo người tu hành một ít người lại liều mạng ngột ngạt đơn giản không làm người tử thật triệu huy nhãn tình sáng lên không biết nghĩ tới điều gì lý thủy viện gật đầu nhìn hai bên một chút hỏi tô tiên sinh đâu đã tới làm sao cũng muốn gặp một mặt lên tiếng kêu gọi lúc luyện công bị hai người này quấy nhiễu xảy ra chút vấn đề trong phòng dưỡng thương đâu triệu huy chớp mắt nói dối há mồm liền đến. Quả nhiên, Lý Thủy Viện sắc mặt đã ẩn ẩn phát xanh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Chuyển biến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một cái mới hệ thống tu luyện, dù là Tô Văn chỉ là một cái trong số đó, phía trên đối với cái này cũng phi thường coi trọng. Cái gọi là hệ thống không phải liền là người khai sáng ra tới sao, nếu như hắn chịu đem mình tu luyện công pháp giao ra hợp mưu hợp sức chưa hẳn liền không thể sáng chế khác hệ công pháp bất quá cái tiền đề này chính là cần hắn phối hợp có thể chủ động phối hợp tốt nhất cho nên trước lúc này khẳng định phải cam đoan an toàn của hắn mà lại không thể để cho hắn đối với phía trên phản cảm nói thực ra thật đúng là không phải ngấp nghé công pháp của hắn mà là muốn nhờ vào đó ban ơn cho càng nhiều người cho dù để hắn phối hợp cũng sẽ cho phương diện khác đền bù. Nếu như chỉ là địa phủ trở về, linh dị xuất hiện thì cũng thôi đi, vấn đề là thế giới quy tắc cũng đang phát sinh biến hóa, quốc gia cần tăng cường thực lực bản thân. Nhưng là, tuyệt đại bộ phận có hệ thống truyền thừa người tu hành, đối tự thân truyền thừa đều thấy rất nặng, tự như hiện tại môn phái đại giáo, không có một cái nào chịu công khai công pháp của mình, nhiều nhất chính là tiếp nhận quốc gia thuê, thu nhiều một chút đồ để chờ. Tại Lý Thủy Viện nghĩ đến, Tô Văn biết được về sau, khẳng định cũng sẽ hận chính mình. Đây cũng là hắn ấy nấy nguyên nhân một trong. Đồng thời, đối Tô Văn càng thêm coi trọng. Nghe nói Tô Văn gặp sự cố khi luyện công, lập tức trong lòng quýnh lên, lúc này hỏi. Tô Tiên sinh trạng thái, thế nào? Đối hai người kia xử trí, ngược lại là việc nhỏ. Người ngược lại là không có việc gì, chính là đã thương kinh mạch, ngay tại trong phòng chữa thương. Triệu Huy nghiêm trang hồi đáp lần này không có nói láo thuận tiện quan sát sao lý thủy viện hỏi cái này triệu huy do dự hắn là thật không tốt thay tô văn làm chủ lúc này cửa phòng mở ra tô văn chủ động đi ra đầu tiên là tại trước lan can đáp lời làm phiền lý đội trưởng ta không có trở ngại nói đi xuống mượn trong viện ánh đèn lý thủy viện thấy rõ hình dạng của hắn trong lòng không khỏi hơi động một chút. Người hay là người kia, bề ngoài, dáng người không thay đổi, nhưng khí chất lại tự như phát sinh rất lớn chuyển biến. Lúc trước trên thân mang theo một cổ lăng lệ, cường thế khí tràn, ở bên cạnh hắn, tổng có thể cảm nhận được một cổ áp lực, bây giờ lại nhu hòa rất nhiều, tự như kia cổ khí trận đã bị thuần hóa. À, không đúng. Trên trán là cái gì? Không nên nhìn. Triệu huy quát. Muộn. T, Lý Thủy Viện bản năng muốn nhìn cái rõ ràng, nhưng mà, vừa mới để mắt tới, cũng cảm giác con mắt đau xót, thật giống như bị kim châm nhẹ nhàng nhói một cái, nước mắt bá lưu lại. Hắn chỉ là người bình thường, không có tu vi. Đội trưởng Bên cạnh hắn thanh niên quân nhân mặc dù cũng đang đánh giá Tô Văn, nhưng càng nhiều vẫn là quan sát người này, còn chưa kịp lưu ý chi tiết, nhìn thấy hắn tình trạng, thần sắc nghiêm lại, phút chốc móc ra thương đến, khẩn trương nhìn chằm chằm hai người rất nhiều đột nhiên đạt được lực lượng người tầm tính rất không ổn định đơn giản tựa như bom hẹn giờ tô văn không khỏi kinh ngạc hắn thật không biết mình mi tâm chân văn có cái này công hiệu lúc trước triệu huy cũng không cùng hắn nói ta không sao lý thủy viện kịp thời kịp phản ứng đưa tay đè lại bên cạnh vị này tay sợ dẫn phát phản ứng dây chuyền mi tâm kia đạo ấn ký là tô ca vừa mới luyện thành pháp thuật bị kia hai tên gia hỏa quấy nhiễu suýt nữa thất bại trong gan tất không nói bây giờ căn bản không cách nào khống chế nếu như chăm chú nhìn sẽ tự động phản kích triệu huy tức thời giải thích nói cũng là đang nhắc nhở tô văn đừng lộ hãm không có ý tứ tô văn giờ mới hiểu được không khỏi đưa tay sờ lên trán mình chân văn nguyên lai like còn có cái này công hiệu thật xin lỗi hai vị Thanh niên quân nhân cũng là sản khoái, thu hồi thương về sau, chủ động xin lỗi. Cố nén hiếu kỳ không có đi xem Tô Văn cái tráng ấn ký. Không có việc gì, Lý giải. Triệu huy khoát khoát tay. Lý đội, muốn hay không đi xem bác sĩ? Tô Văn hỏi. Không cần, một lát sẽ khỏi. Lý Thủy Viện nhẹ nhàng vuốt mắt, phát hiện thị lực dần dần khôi phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nếu như chỉ là bởi vì nhìn thoáng qua liền biến thành mù loà, có đáng giá hay không đến không nói, khẳng định muốn nói trước cho Tô Văn không nên đi ra ngoài. Người phẩm tính từ rất nhiều chi tiết phương diện đều có thể thể hiện ra, cho nên Tô Văn mới có thể muốn hợp tác với hắn. Lúc trước tiếp xúc, mặc dù biểu hiện được bình thường, nhưng nói chuyện hành động, thái độ, đối mặt đột phát sự kiện lúc phản ứng đầu tiên các loại, đều để lộ ra đáng giá kết giao đặc chất. Có hay không mũ, giúp ta tìm một đỉnh." Tô Văn quay đầu nói. "Có." Triệu Huy nói, quay người trở về phòng. "Chúng ta vào nhà nói đi." Tô Văn thuận thế mời Lý Thủy Viện hai người đi vào phòng khách. Rất nhanh, Triệu Huy tìm ra một đỉnh mùa hè mũ lưỡi trai. Tô Văn đè thấp vành nón, che khuất cái trán. Thanh niên quân nhân cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Lý Thủy Viện hai mắt đỏ bừng, nước mắt loan lỗ dáng vẻ để hắn không thể không lúc nào cũng nhắc nhở mình đừng nhìn. Không có ý tứ, Lý đội trưởng. Tô Văn lần nữa nói xin lỗi. Không trách ngươi. Lý Thủy Viện cười khổ một tiếng, sau đó cắn răng một cái, giọng căm hận nói ra. Kia hai tên gia hỏa, không ngồi sống mấy tháng đừng nghĩ ra. Xem ra, tự hồ là muốn đem cái này miệng oán khí phát tiết đến kia hai cái tiểu lâu la trên thân. Nhưng mà thực tế lại là lo lắng tô văn trong lòng ảo não biết được hai người xử phạt không nặng về sau tự mình đối hai người xuất thủ tô văn mỉm cười cũng không thèm để ý vốn là triệu huy bịa đặt hắn tình huống cùng kia hai cái tiểu lâu la không quan hệ lý thủy viện lại hỏi thăm một phen trạng huống của hắn mặc dù không có tu vi nhưng nhãn lực rất không tệ có thể nhìn ra hắn so với lần trước gặp lúc yếu không ít tô văn ngược lại là cười cười nói nói phản phất không có chút nào để ý cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác thanh niên quân nhân đối với hắn cảm quan rất là cải thiện lúc trước chỉ là từ lý thủy viện giảng thuật bên trong biết người này tăng thêm vừa mới đột phát tình trạng vốn cho là là rất lăng lệ cường thế một người không nghĩ tới vừa vặn tương phản lý thủy viện cũng có chút kinh ngạc hắn chuyển biến kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản lần trước tiếp xúc lúc Tô Văn vẫn còn một loại rất phiêu trạng thái. Mà lại, mới đến, với cái thế giới này hết thảy đều rất lạ lẫm, bất kỳ người nào ở trong môi trường này đều biết bản năng cho mình thêm một tầng ngụy trang. Cả hai chồng lên, hiệu quả lớn hơn. Trên thực tế, tính tình của hắn cũng không tệ lắm. Mặc dù bởi vì tỉnh ngộ một chuyện mà sinh ra khúc mắc trong lòng, nhưng cũng không có vơ đũa cả nắm. Tỉnh ngộ chỉ là tỉnh ngộ, không thể đại biểu lý thủy viện, càng không thể đại biểu toàn bộ đội hành động đặc biệt nên cảnh giác cần cảnh giác nhưng gặp được đáng giá kết giao cũng có thể kết giao một chút dù sao hắn còn muốn lấy cùng đội hành động đặc biệt hợp tác đâu lý ca các ngươi hẳn là có cùng tán tu hợp tác hình thức a mắt thấy trò chuyện không sai biệt lắm tô văn rốt cục hỏi có lý thủy viện nghe xong lời này lập tức minh bạch hắn tâm tư đẩy lòng đem tỉnh ngộ lại mắng một lần lại là sản khoái nói nói chúng ta nội bộ có nhiệm vụ hệ thống nếu như là tại chúng ta nơi này lập hồ sơ tán tu liền có thể thông qua chúng ta nội bộ hệ thống nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành có điểm tích lũy ban thưởng tích lũy điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái các loại tài nguyên hai người xưng hô thân cận rất nhiều một người gọi Lý Ca một cái trực tiếp xưng hô kỳ danh giúp ta cũng lập hồ sơ có thể chứ Tô Văn không do dự nói thẳng mà lại là lấy hỏi thăm giọng điệu. Chỉ một điểm này, liền để bên cạnh thanh niên quân nhân đối với hắn điểm ấn tượng gia tăng thật lớn. Tôn trọng quy tắc. Đơn giản, đối đám người này tới nói, nhưng lại đáng quý. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Hợp tác Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tính danh Tô Văn giới tính. Nam. Tuổi tác. 26, thân cao. 189cm, thể trọng. Chức nghiệp. Người tu hành. Tu vi. Luyện khí 6 tầng. Công pháp. Sấm sét bôn lôi quyền. Năng khiếu. Bắt quỷ. Lý Thủy Viện lúc này đem hắn tài liêu ghi xuống, chuẩn bị đi trở về sau liền giúp hắn ghi vào hồ sơ, tăng tốc xét duyệt kỳ thật khác đều râu ria đội hành động đặc biệt nội bộ tài liệu có liên quan đến hắn phi thường kỹ càng bao quát đi học kinh lịch gia đình quan hệ xã hội chờ chút công pháp một hạng là trọng điểm mới biết được công pháp của hắn lại là sấm sét bôn lôi quyền chưa từng nghe qua nhưng nghe danh tự liền rất bá khí không phải sao chỉ là cái này năng khiếu là chuyện gì xảy ra vết quỷ còn nói còn nghe được hắn ghi chú hết lần này tới lần khác là bắt quỷ công pháp một hạng không nên tượng trưng xuất hiện một hạng thích hợp bắt quỷ kỹ năng sao mặc dù một bụng nghi hoặc nhưng lý thủy viện cũng không hỏi ra đến nghĩ tới đây chính là hắn hợp tác với mình nguyên do ai cũng không phải người ngu làm sao có thể đem ác chủ bài nói cho người khác biết mặc dù không biết hắn bắt quỷ có làm được cái gì nhưng bây giờ các nơi sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng nguy hiểm mặc kệ bắt vẫn là bắt có thể đem sự kiện xử lý tốt là được Lý ca, đại khái lúc nào có thể thông qua xét duyệt? Tự giới thiệu về sau, Tô Văn không kịp chờ đợi hỏi. Như là đã quyết định, liền không lại dây dưa dài dòng. Ngày mai hẳn là là được rồi. Lý Thủy Viện cười hồi đáp. Phiền phức Lý ca giúp ta lưu ý hạ mảnh quỹ cấp bậc sự kiện linh dị, chờ ngày mai thông qua xét duyệt về sau, ta liền nhận nhiệm vụ xuất phát. Tô Văn nói. Thương thế của ngươi lý thủy viện ngược lại không có cự tuyệt chỉ là một mặt quan tâm hỏi điểm ấy tổn thương không có gì đáng ngại ta đáp ứng giúp hắn bắt một con mảnh quỷ bây giờ còn chưa rơi vào đâu tô văn vỗ vỗ triệu huy cánh tay nói lý ca ta nhớ được các ngươi còn thiếu ta một con quỷ triệu huy trong lòng hơi động một chút nghiêm mặt một mặt bất mãn nói với lý thủy viện mặc dù không biết tô văn vì cái gì đối quỷ quái tình hữu độc chung nhưng có qua có lại hắn giúp mình bắt mảnh quỷ, mình giúp hắn đòi hỏi một con phổ thông quỷ vật. Ách! Lý Thủy Viện mặt mo đỏ ửng. Ngay lúc đó xác thực đáp ứng cái này tiểu mập mạp, nhưng giống hắn cái này cấp bậc phân bộ, nhân thủ khang hiếm, trang bị, đạo cụ đều là dùng để tiêu diệt quỷ quái, không ai sẽ dùng tính mạng của mình nói đùa. Có thể bắt quỷ, chỉ có một người, nhưng bắt được về sau bình thường đều sẽ lên giao, nghe nói phía trên có chuyên môn nghiên cứu quỷ vật bộ môn, bọn hắn dùng đạo cụ chính là cái này bộ môn nghiên cứu chế tạo. Bất quá, đã triệu huy ở trước mặt sách ra, hơn nữa nhìn bộ dáng tô văn tự hộ đối với thứ này rất bức thiết, chần chờ một chút về sau, cắn răng nói ra. Trở về sau ta cũng làm người ta đưa tới. Sau đó lại đối tô văn nói ra. Không có vấn đề, sau khi trở về ta giúp ngươi lưu ý hạ. Cái kia, ngươi bắt được quỷ quái, dùng tới làm cái gì? song phương chỉ là quan hệ hợp tác hắn xử lý như thế nào quỷ quái là chuyện của hắn bất quá nếu như có thể mà nói hy vọng mỗi tháng có thể từ hắn nơi này đổi một hai con mảnh quỷ trở lên quỷ quái nọc lên có thể đổi lấy một chút tốt hơn trang bị đạo cụ thật có lỗi khác đều dễ nói nhưng chỉ có quỷ quái không được tô văn lắc đầu nói nói ta hữu dụng mà lại một mực phải dùng nhiều ít đều không đủ độ độ khẩu phần lương thực linh hồn của hắn cường độ tất cả đều trông cậy vào quỷ quái đâu chỉ có ngại ít sẽ không ngại nhiều bất quá ngừng tạm vẫn là nói ra nếu như nhiều ta có thể phân một con trước không chút do dự cự tuyệt sau đó lại một mặt khó xử mà tỏ vẻ có thể cân nhắc so trực tiếp đáp ứng ân tình khẳng định lớn hơn đa tạ lý thủy viện một mặt cảm kích nói nói phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà lại có thể đổi lấy tốt hơn trang bị, đạo cụ. Điểm tích lũy đương nhiên có thể đổi, nhưng trước không nói có đúng hay không mảnh quỷ đối thủ, Tô Văn đem nhiệm vụ đón đi, người khác còn thế nào kiếm điểm tích lũy. Tô Văn trầm mặt một chút, hỏng, thật bị người nào đó lây bệnh, mở miệng nói ra. Ta cần dùng đến luyện công. Độ độ tồn tại không cách nào giấu giếm, nhưng thiên phú lại có thể, chỉ lộ ra hót vang cái này một cái, đánh gãy kỹ là được rồi luyện công lý thủy viện ba người đều là sững sờ hắn không phải lôi tu sao bất quá triệu huy hơn phân nửa là làm cho lý thủy viện hai người nhìn nhiều như vậy tâm nhãn cũng không biết hắn là thế nào béo lên tô văn không có lại giải thích lý thủy viện cũng không có hỏi song phương chung đụng được coi như hòa hợp mà lại lần này tiếp xúc mới phát hiện tô văn người này kỳ thật rất dễ thân cận đã như vậy liền hảo hảo ở chung Đừng đem bằng hữu biến thành địch nhân. Ta cái này trở về đem tư liệu đưa trước đi, tranh thủ buổi sáng ngày mai thông qua. Tùy tiện hàng huyên vài câu về sau, Lý Thủy Viện đứng dậy cáo từ, nhìn về phía Triệu Huy. Kia hai tên gia hỏa A, buổi sáng ngày mai liền tỉnh. Triệu Huy nháy mắt mấy cái, rất nhanh minh bạch hắn ý tứ. Lý Thủy Viện gật gật đầu, cùng thanh niên quân nhân một người một cái, đem hai cái tiểu lâu la sách lên xe. Nhờ vào linh khí trở về, nguyên bản một mực ngồi phòng làm việc hắn, trải qua sau khi rèn luyện, lại có thể một tay mang theo một cái nam nhân trưởng thành bước đi như bay. A à Binh, ngươi thấy thế nào? Rời đi triệu trang về sau, Lý Thủy Viện đột nhiên hỏi lái xe thanh niên quân nhân nói: Cái kia tiểu mập mạp quá trơn, tô văn người cũng không tệ lắm, giảng quy củ, thủ tính, đáng giá hợp tác. A à Binh lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Hỏa lực tập trung lý thủy viện phụ tá bình thường phụ trách dẫn đội làm nhiệm vụ lần này cố ý cùng lý thủy viện cùng nhau đến đây chính là vì quan sát tô văn triệu huy tư duy nhạy cảm am hiểu từ đủ loại chi tiết suy luận người tính cách nhất là tại linh khí trở về về sau loại năng lực này lại lấy được tăng cường lý thủy viện gật gật đầu tiếc hận nói lúc đầu có thể kéo vào được kết quả bị cái kia tỉnh ngộ phá hư tô văn không có đối chúng ta sinh ra ác ý đã rất không tệ cái đạo sĩ kia thái âm hỏa lực tập trung cũng là sắc mặt trầm xuống tiếng trầm nói không có chỉ nhìn một chút liền phán đoán người nào đó tốt xấu năng lực nhưng từ tỉnh ngộ ngôn hành cử chỉ bên trong lại phát hiện đạo sĩ kia tâm tư âm trầm cùng mày rậm mắt to tướng mạo hoàn toàn tương phản không để ý tới hắn chúng ta không thể trêu vào lý thủy viện từ tốn nói nghe nói hắn tối hôm qua đi lý gia hỏa lực tập trung bỗng nhiên nói đội hành động đặc biệt nội bộ, thật đúng là như cái cái sàn, một chút tin tức, đều không cần người ra, mình liền lộ ra. Lý Thủy Viện không có lên tiếng, biết lại có thể thế nào. Lý Gia còn có một cái có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ đại sư cấp võ giả. Hỏa lực tập trung tiếp tục nói, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra hướng tới chi sắc. Hắn cũng là một võ giả, đáng tiếc còn chưa tới võ sư trình độ. Có thể đánh thắng quái vật kia sao? Lý Thủy Viện rốt cục nhịn không được hỏi. Đoán chừng không được, nếu không Lý gia liền sẽ không như vậy. Hỏa Lực tập trung hồi đáp. Tự vệ đâu? Lý Thủy Viện nhướng mày, hỏi lần nữa. Huyết quỷ thì tương đương với một quả bom hẹn giờ, mặc dù bây giờ chuyên chú Lý gia, nhưng báo xong thù về sau đâu? Ai có thể cam đoan sẽ không loạn giết vô tội? Vậy cũng không biết, ta chưa thấy qua huyết quỷ, cũng chưa từng thấy qua người võ sư kia hỏa lực tập trung thành thật trả lời nói. Lý Thủy Viện vuốt vuốt mi tâm, dặn dò. Nhìn thấy liền chủ động tránh đi, đừng khoe khoang. Ta biết. Hỏa lực tập trung đáp. Hai người nói chuyện, trở lại phân bộ. Dĩ nhiên không phải thành tây phân bộ, mà là thành tây cửa cống khu phân bộ. Một căn phổ phổ thông thông sáu tầng lầu nhỏ, dừng chân, làm việc đều ở nơi này, điều kiện không kém. Lý Thủy Viện mới vừa vào đến khu làm việc, liền thấy Mạnh Vũ lỗ mãn chạy vội ra, nhìn thấy hắn, đột nhiên nhãn tình sáng lên, vội và kéo cánh tay của hắn, kéo vào văn phòng. Chuyện gì? Lý Thủy Viện trong lòng máy động, sợ phát sinh cái đại sự gì? Huyết quỷ cùng Tô Văn nhận biết. Mạnh Vũ hạ giọng, cơ hồ tiến đến trước người hắn, thấp giọng nói. Cái gì? Làm sao có thể? Lý Thủy Viện phản ứng đầu tiên chính là hắn khẳng định chỗ nào tính sai. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Bại lộ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Người có phải hay không chỗ nào tính sai rồi? Nghĩ như vậy, Lý Thủy Viện trực tiếp liền hỏi lên. Tám gậy tre đánh không đến hai người, làm sao có thể nhận biết? Trong khoảng thời gian này, Mạnh Vũ một mực tại điều tra tô văn tư liệu, cấp độ càng sâu. Mà đối huyết quỹ tư liệu, vẫn luôn đang không ngừng hoàn thiện bên trong, liền ngay cả nhà trẻ lúc kinh lịch đều khai cuộc tra. Cả hai một cái sinh ra U Châu, một cái sinh ra Tấn Nguyên, một cái tại thành Tây Bên trên Đại học, một cái trên Tấn Nguyên Đại học, đều chưa từng đi qua cùng một tòa thành thị, ấn lý thuyết căn bản không có nhận biết khả năng. Nhưng là, ta cũng không thể tin được tới mạnh vũ cũng không để ý mà là một mặt vui mừng nói hôm nay rảnh rỗi làm ta một cả ngày đều ở lật sách tô văn tư liệu ngay tại lý đội các ngươi trở về trước mấy phút ta chợt phát hiện tô văn đại nhất lúc từng gia nhập một cái tên là cầu đạo minh vs nhóm huyết quỷ vừa lúc cũng là cái này nhóm thành viên thật đúng là nhận biết lý thủy viện trên mặt lúc này mới lộ ra biểu tình khiếp sợ bất quá lập tức liền lại chuyển thành lạnh nhạt nhận biết thì thế nào kia là trước kia hơn nữa còn chỉ là phổ thông bạn trên mạng quan hệ chẳng lẽ trông cậy vào tô văn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng đối phương trò chuyện hai người bọn họ hiện tại cũng là người tu hành nếu như lẫn nhau biết khẳng định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung mạnh vũ cũng rõ ràng điểm ấy ngượng ngùng cười một tiếng tiếp tục nói có thể làm hậu bị tuyển hạng nha chờ vị kia báo thù rửa hận về sau để tô văn ra mặt cùng hắn nói chuyện lý thủy viện không có lên tiếng hai mắt nhắm lại tại trong đầu suy nghĩ chuyện này khả thi nửa ngày về sau bỗng nhiên nói ra đi cùng ta lại đi một chuyến ngừng tạm lại bổ sung mang lên a thanh mang về con quỷ kia tốt mạnh vũ không có hỏi nhiều mang theo vài phần hưng phấn đáp tư chất của hắn không được không có cách nào tu hành nhưng am hiểu sưu tập tin tức mạng lưới kỹ thuật cũng không tệ cho nên mới có hôm nay phát hiện đột nhiên đối cái kia cầu đạo minh sinh ra hiếu kỳ. Linh khí trên phạm vi lớn trở về thời gian ngắn ngủi, mặc kệ người hay là quỷ trách, tạm thời đều ở vào xuất phát chạy giai đoạn. Trong đó, huyết quỷ không thể nghi ngờ là thứ nhất xếp hạng, tô văn mặc dù kém chút, nhưng bởi vì tu hành lôi pháp mà lại tự hộ có hoàn chỉnh truyền thừa, thuộc về thứ hai xếp hạng bên trong vô cùng có tiềm lực loại kia. Đều là cái kia nhóm thành viên. Không biết mình có thể hay không thông qua hắn đang tra chứng về sau, thuận tay phát một cái nhập nhóm xin. Lý Thủy Viện không có lại kêu lên hỏa lực tập trung, mà là cùng mạnh vũ hai người cùng nhau đi tới. Trong tay nhiều một cái màu vàng phù túi, bên trong chứa chính là con kia phổ thông quỷ vật. Lý Gia Lý Duy Tranh, Lý Văn Bồi ngồi đối diện nhau, cắm đầu hút thuốc, sắc mặt âm tình bất định. Hiện tại có thể tín nhiệm lẫn nhau chỉ có hai cha con bọn họ, bởi vì tâm nguyện của hai người, mục tiêu nhất trí đồng thời đều đầy đủ hung ác. Những người khác đều bị hai người bài trừ bên ngoài. Ta lại đi một chuyến. Nửa ngày về sau, Lý Văn Bồi đem tàn thuốc trong tay bóp tắt, nói nói, nếu như ta không có trở về, ngài tìm chính phủ người ra mặt. Lý Duy Tranh trầm mặt gật đầu. Hôm nay thời gian một ngày không có lãng phí vô ích, hai người tìm được tối hôm qua, Văn Hoa, cũng chính là bị giết vị kia chất tử đi địa phương. Quán nét quyết quỷ thế mà khống chế văn hoa thân thể đi quán nét lên mạng. Sau đó, bọn hắn từ đó tìm được huyết quỷ tối hôm qua lên mạng ghi chép, sau đó là VSC nói chuyện phím ghi chép, thình lình phát hiện, huyết quỷ thế mà cùng cái kia Tô Văn nhận biết. Lần này rơi vào tình huống khó xử. Nói đến, vẫn là công lao của bọn hắn mới khiến cho hai người một lần nữa liên hệ với. Thế nhưng là, một điểm kinh hỉ đều không có. Bất quá, chung quy là một tia hy vọng. Có chút bọt nước, cho dù là ác buông thả, cũng sau một đầm nước động muốn tốt. Bày ở trước mặt bọn hắn có hai con đường, một đầu là mình tới cửa chịu nhận lỗi, muốn giết muốn đánh tùy tiện, chỉ cầu một cái cơ hội, một đầu là mời chính phủ người ra mặt. Vốn là nghĩ mời chính phủ người ra mặt, dù sao chỉ là mưu cầu một cái hiệp thương cơ hội, mà lại yêu cầu thật không cao, chỉ cần tô văn ra mặt làm cái người trung gian là được rồi. Nhưng là, cuối cùng lại lựa chọn mình tới cửa xin lỗi. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, mình giống như thật rất am hiểu tìm đường chết, thế là quyết định phương pháp trái ngược. Nhanh như vậy. Triệu Huy nhìn thấy Lý Thủy Viện, Mạnh Vũ đến nhà, một mặt hồ nghi đánh giá hai người. Tại bí cảnh bên trong kinh lịch mặc dù ngắn, lại ngạnh sinh sinh cải biến hắn thể tính, nguyên bản nhiều đàng hoàng một cái tiểu mập mạp, bây giờ lại trở nên giảo hoạt, đa nghi. Người đây là ánh mắt gì? Lý Thủy Viện có chút chột dạ trừng mắt liếc hắn một cái, đem trong tay phù túi đưa cho hắn, hỏi nói, muốn hay không? Muốn. Triệu Huy lập tức tiếp nhận, lập tức nói ra. Đa tạ, đi thông thả không tiễn. Lý Thủy Viện mắt trợn tròn. Mạnh Vũ ở bên cười trộm. Cái này tiểu mập mạp rất thú vị. Chúng ta tìm Tô Văn, không tìm ngươi. Bất quá, Lý Thủy Viện cũng có biện pháp, trực tiếp tế ra Tô Văn tại triệu huy tận lực kiến tạo dưới, đã in dấu súng, duy tô văn như thiên lôi sai đầu đánh đó, ấn tượng. Liền biết. Triệu huy nói thầm một câu, đem hai người nhường tiến đến. Tô văn mang tốt mũ ra. Khi đi tới mua, thử một chút phù hợp không? Lý Thủy Viện đem trên đường mua lễ vật đưa lên. Một đỉnh thích hợp mùa đông mang màu đen mũ lưỡi trai. Đa tạ Lý Ca, bao nhiêu tiền? Tô Văn cười tiếp nhận chính là trên đường mua, coi như là bằng hữu tặng lễ vật, thu cất đi. Lý Thủy Viện nói. Vậy ta liền không khách khí. Tô Văn cũng không có kiên trì. Mạnh Vũ tại hắn đổi mũ lúc, hiếp mắt, cố ý nhìn chầm chầm trán của hắn nhìn. Lúc đến đã bị Lý Thủy Viện dặn dò qua, nhưng người nào để lòng hiếu kỳ của mình đặc biệt mạnh, lại có ép buộc chứng đâu, không nhìn một chút, sợ là một tuần lễ đều ngủ không ngon giấc. T, quả nhiên, con mắt một trận đâm đau nước mắt bá chảy xuống liền ngươi hiếu kỳ tâm mạnh lý thủy viện thấy thế bất đắc dĩ nói một câu hiểu rõ chính mình cái này thuộc hạ thói quen cho nên mới không có ngăn cản nói cũng vô dụng bất quá chính là bởi vì loại này lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng ép buộc chứng mới thích hợp tin tức sưu tập đồng dạng bởi vậy mới không cho hắn làm nhiệm vụ miễn cho ngày nào chỉnh ra một cái đại bốt đem người một nhà tất cả đều hố chết ta xét duyệt thông qua được tô văn cũng không để ý mạnh vũ hành vi cũng không phải cái gì khuyết điểm cũng không kiên kỵ bị người nhìn mang tốt mũ về sau hỏi lý thủy viện nói không có nhanh như vậy lý thủy viện trì trệ chợt dở khóc dở cười lắc đầu nói ra người cái này cảm tạ phương thức cũng quá đặc biệt khẳng định là cố ý ta đây không phải sợ lý ca quên nữa nha cho nên nhiều thúc mấy lần. Tô Văn vừa cười vừa nói: "Hiện tại thân vô trường vật, lại không am hiểu vẻ bùa, phong thủy, luyện đan loại hình, chỉ có thể trước ghi ở trong lòng. Thường đem ân tình treo ngoài miệng, chưa hẳn liền chính xác để ở trong lòng. Trái lại cũng thế. Ta lần này tới là" Lý Thủy Viện ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị tiến vào chủ đề. "Tô Văn, Triệu Huy bỗng nhiên đồng thời giật mình." cái sau càng là trực tiếp lộ ra vẻ tức giận có ý tứ gì ta cái này còn không có giảng đâu lý thủy viện lời nói chỉ nói một nửa liền gãy mất lý văn bồi đến rồi triệu huy đứng dậy cắn răng nghiến lời nói nói như thế tao bao một âm thanh chỉ có hắn một cái cũng không biết đến cùng là bởi vì cái gì sinh khí bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 75 Thành ý Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lý Văn Bồi quả nhiên là cưỡi mô to tới Bất quá cũng thế, triệu trang trong thôn con đường, ô tô căn bản là không có cách quay đầu Mỗi lần Lý Thủy viện xe của bọn hắn đều muốn trước tiến vào triệu huy nhà trong viện mới có thể quay đầu rời đi Trong tay lôi kéo một cái đại hào trương hành lý, nhìn thấy cổng triệu huy, đi đầu nói ra Ta đến bồi lễ nói xin lỗi mắt quần thâm so với hôm qua càng thêm nghiêm trọng, trên mặt tựa hồ cũng chỉ thừa da bọc xương, gầy đến dọa người, ngữ khí lạnh nhạt, phản phất chuyện tối ngày hôm qua không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, trong mắt điên cuồng lại cùng bề ngoài tỉnh táo hoàn toàn tương phản, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tự như tử tù phạm. Vào đi. Triệu Huy vốn định nho nhỏ trả thù một phen, nhưng nhìn thấy bộ dáng của hắn về sau, nhưng lại đột nhiên bỏ ý niệm này đi không phải đồng tình mà là hắn đã dám độc thân đến đây khẳng định làm an bài mà lại cả người đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ vẫn là không muốn xính sản khoái nhất thời xem hắn chuẩn bị làm sao bồi thường lý văn bồi lôi kéo rương hành lý cùng sau lưng triệu huy cùng nhau đi vào phòng khách một câu cũng không nhiều nói tỉnh đến quỷ dị phòng khách tô văn ba người nghe được tiếng bước chân cùng rương hành lý thanh âm cùng nhau nhìn lại sau đó lý thủy viện mạnh vũ hai người đồng thời lộ ra tên thần sắc đã từng phong quan vô hạn lý gia đại thiếu gia đã biến thành bộ dáng này sao tô văn chỉ nhìn thoáng qua liền minh bạch triệu huy vì cái gì đem hắn nhường tiến đến trước mắt lý văn bồi thật giống như một bộ đã chết đi thể xác cũng chỉ có trong mắt còn có hai đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt loại người này cái gì lợi ích uy hiếp đều đã không quan tâm sợ là chỉ có trong lòng một điểm chấp niệm vì thế làm ra cái gì điên cuồng hành vi đều không kỳ quái. So với hôm qua muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Tô Văn đương nhiên không biết, đây là bởi vì lý gia phụ tử từ trên người hắn nhìn thấy một tia hy vọng, nguyên bản kiên trì tín niệm lập tức bộc phát, thiêu đốt, tự như điểm cuối cùng trước bắn vọt. Về phần về sau. Đã không có về sau. Tô Tiên Sinh, chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, hôm nay cố ý đến đây hướng ngài xin lỗi. Sau khi đi vào, Lý Văn bồi con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn lướt qua Lý Thủy Viện cùng Mạnh Vũ, dường như cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó trực tiếp không người hướng đội nón Tô Văn xin lỗi. Vẫn như cũ bình thản như nước, cũng không có giảng mình cũng là cùng đường mặc lộ loại hình lời nói. Thành ý tại trong trương hành lý, không cần hắn nói, chắc hẳn bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra. Không có việc gì, ngươi đi đi. Tô Văn từ tốn nói. Anh em hồ lô còn tại trên lầu đâu, không có khả năng cảm giác không đến hắn tồn tại, mặc dù kỳ quái vì cái gì chưa từng xuất hiện, nhưng vẫn là lo lắng. Tô tiên sinh, đơn độc nói chuyện có thể chứ? Lý Văn Bồi biểu lộ rốt cục có biến hóa, dường như kinh ngạc Tô Văn rộng lượng, bất quá lập tức liền nghĩ đến mình người một nhà đã là kết cục chắc chắn phải chết, căn bản không có tất yếu để ý, khóe miệng lộ ra một vòng tự dễu, nói lần nữa. Mượn cái gian phòng. Tô Văn quay đầu nhìn về phía Triệu Huy nhìn lý văn bồi dáng vẻ không cho hắn cơ hội sợ là không chịu rời đi cùng lề mà lề mề ngược lại không bằng dứt khoát giải quyết bên này triệu huy chỉ chỉ bên phải gian phòng phòng ngủ của hắn ở bên trái xin lỗi không tiếp được một chút tô văn hướng lý thủy viện hai người nói một tiếng về sau cùng lý văn bồi kẻ trước người sau đi vào bên phải gian phòng lý thủy viện ngược lại là không nói gì bất quá chờ hai người đi vào gian phòng về sau lập tức hỏi triệu huy nói hôm qua xảy ra chuyện gì rồi các ngươi làm sao lại cùng lý gia dính líu quan hệ cái kia tỉnh ngộ đem người chi tới muốn hố chết chúng ta sau đó thuận lý thành chương cướp đi tô ca sủng vật triệu huy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái hồi đáp lý thủy viện lập tức yên lặng sắc mặt trở nên hết sức khó coi lần trước nói con quà đen kia không rõ nghe qua sau khi giải thích còn tưởng rằng hắn là ra ngoài công tâm, không nghĩ tới. Mặt đều đi theo mất hết. Vừa thẹn vừa thẹn thùng, lại giận vừa hận. Về phần chuyện phát sinh ngày hôm qua, tự nhiên cũng liền quên hỏi. Trách không được Trần Ca nói tên kia là cái lão âm ít. Mạnh Vũ giật mình nói. Cái này nồi, đương nhiên không có khả năng thay tỉnh ngộ lưng. Trở về sau ta liền hướng lên phía trên phản ứng. Lý Thủy Viện cắn răng nói dù là tỉnh ngộ là hiện nay quốc gia chỉ có hơn 10 người trúc cơ kỳ cao thủ một trong, cũng không thể mặc kệ làm bậy. May mà Tô Văn làm người khí quyển, thế mà đều không cùng chính mình nói, đổi lại một người khác, sợ là sớm đã đối toàn bộ đội hành động đặc biệt đều phản cảm, căm thù. Thôi được rồi. Triệu Huy chớp mắt, nói nói, ngộ nhở phía trên xử phạt không nhẹ không nặng, lại để cho hắn thẹn quá hóa giận, xui xẻo vẫn là chúng ta. Lý Thủy Viện sắc mặt một mảnh xanh xám, muốn nói cái gì, nhưng lại không lời nào để nói. Không thể không thừa nhận, hắn nói xác thực rất có thể. Liên đội hành động đặc biệt hiện tại cái này hỗn loạn dáng vẻ, có thể hay không xử phạt tỉnh ngộ còn hai chuyện. Cũng không biết phía trên đang suy nghĩ gì. Rừng lớn, cái gì chim đều có, hiện tại lại là thời kỳ phi thường, có loại này bại hoại cũng không kỳ quái. Mạnh vũ biết nhà mình lão đại tính tình, mở miệng nói ra, chúng ta cũng không quen nhìn, nhưng thấp cổ bé họng, không có cách nào. Ta biết, cho nên lúc đầu không có ý định cùng các ngươi nói chuyện này. Triệu Huy nhún nhún vai, nói. Lý Thủy Viện vừa mới hòa hoãn một điểm sắc mặt lập tức lại trở nên càng thêm khó coi. Hắn là loại kia thánh mẫu hướng tính cách, đối thuộc hạ phi thường tốt, thích đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Ta không nói cái này, được không? mạnh vũ bất đắc dĩ nhìn triệu huy một chút nói nói cùng lắm thì lần sau kia tỉnh ngộ đến bên này ta sớm cho các ngươi mật báo giật dây lý gia sự tình rất dễ dàng liền có thể kiểm chứng lại thêm hỏa lực tập trung đối tỉnh ngộ đánh giá cho nên không có chút nào hoài nghi hắn nói dối triệu huy lập tức ngậm miệng làm cái ok thủ thế bên cạnh trong phòng lý văn bồi đã đem rương hành lý mở ra tràn đầy một cái rương tiền mặt cùng một phần văn kiện tiền mặt một nghìn vạn, văn kiện là một phần quyền sở hữu chuyển nhượng sách, ở vào trung tâm chợ một căn đỉnh cấp văn phòng, trên mặt đất 57 tầng, dưới mặt đất 3 tầng, kiến trúc diện tích 17 vạn mét vuông, thì giá trị gần 2 tỷ. Không ràng buộc chuyển nhượng cho hắn. Nói thực ra, Tô Văn có chút quán mắt. Hai đời cộng lại đều không hề nghĩ rằng mình thế mà lại có một ngày như vậy. Thật có lỗi, ta không giúp được ngươi một tay. Bất quá, chậm qua thần hậu, Tô Văn vẫn là cự tuyệt nói. Chúng ta chỉ cầu lưu lại một đạo huyết mạch. Lý Văn bồi rốt cục nghiêm túc dò xét hắn một phen, mở miệng nói ra, chúng ta người một nhà trừng phạt đúng tội, nhưng hài nhi là vô tội, đúng không? Gặp hắn trầm mặt, chần chờ một chút về sau, vẫn là nói ra. Chúng ta tra được ngươi cùng kia. Vị kia nói chuyện phím ghi chép. Tô Văn con mắt khẽ hít một cái, một cổ vô hình khí tràn bao phủ cả phòng đem phòng khách ngăn cách ra vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta chỉ là trước đây quen biết cũng không có nhiều giao tình cũng không có thẹn quá hóa giận mặc dù không muốn người biết hắn cùng anh em hồ lô quan hệ nhưng cũng không liệu sẽ nhận còn không cho phép người giao bạn trên mạng hay sao về phần lợi dụng hắn cũng phải nhìn hắn có nguyện ý hay không cùng lắm thì trốn đi chờ tu luyện tới cấp 18, học được truyền tống, lại quay đầu tính sổ sách. Bất quá, vừa dứt lời liền bị đánh mặt. Một đạo thanh tú văn nhược thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại gian phòng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Hiệp thương đạt thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đây chính là người nói không có gì giao tình. Đều ngủ cùng chỗ đánh mặt đừng tới quá nhanh. Lý Văn Bồi nhìn thấy huyết quỷ trong nháy mắt, sắc mặt lập tức tái đi, thê lãnh con người bản năng co rụt lại, hiện lên một vòng khủng hoảng, sợ hãi, bất quá lập tức liền bị một vòng kinh hỷ thay thế. Không sai, chính là kinh hỷ. Bọn hắn mưu cầu, không phải liền là một cái cùng huyết quỷ đối thoại cơ hội sao? Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mắt. Quả nhiên, đi ngược lại con đường cũ là chính xác đã không biết xem qua bao nhiêu lần ảnh chụp, đương nhiên không có khả năng nhận lầm. Bất quá, còn là lần đầu tiên đối mặt như vậy mặt. Bầu không khí đột nhiên trầm mặt. Hai người các ngươi nói đi, làm ta không tồn tại. Sau một lát, vẫn là Tô Văn mở miệng nói ra. Đa tạ Tô Tiên Sinh. Lý Văn bồi thanh âm nhiều hơn mấy phần cảm kích. Không có nói, thành ý, lúc này cho người ta ngột ngạt, còn muốn tự mình tìm đường chết sao một lần tương phản lựa chọn, lại khiến cho tâm nguyện của mình đạt thành, tự như thể hồ quán đỉnh, để hắn ẩn ẩn có loại đại triệt đại ngộ dấu hiệu. Cũng có thể hiểu thành người sắp chết lời nói cũng thiện. Lúc trời đi lưu lại chính là Tô Văn không có lên tiếng, thậm chí một câu đều không cùng anh em Hồ Lô nói, chỉ là đi đến trước cửa sổ đứng vững, lặng lặng nhìn xem phía ngoài cảnh đêm. Mặc dù bị pháp lực ngăn cách, nhưng mỗi đêm đều biết kinh lịch ồn ào náo động náo nhiệt, lại tự như bên tai bờ quanh quẩn đối diện là một nhà đổi thành bốn tầng lầu phòng trạch viện giữa lẫn nhau thấy rất rõ ràng mỗi ngày đều là lôi kéo màn cửa sinh hoạt tả hữu cũng giống như thế bất quá bên trái căn thứ hai là một nhà sủi cảo quán lại hướng trái chính là tiệm cơm màn thầu cửa hàng bánh bao nhân thịt cùng bún gạo cửa hàng hợp thành một loạt đối diện là tiệm cắt tóc tiệm sách tiệm thuê băng đĩa chờ chút mỗi đến giờ cơm, hoặc là ban đêm, phụ cận liền náo nhiệt cực kỳ. Nghĩ đến bánh bao nhân thịt, võ đại não có quan hệ muốn ăn khu vực đột nhiên lại trở nên sinh động. Thịt nạc không khô, thịt mỡ không ngấy, bánh bao không nhân đánh ngoài giòn trong mềm, bún gạo trơn mềm, mùi hương đậm đặc ngon, tiệm này lão bản tay nghề mười phần cao minh. Triệu Huy còn từng nói đùa nói tiệm này đồ vật sẽ không để cái gì để cho người ta nghiện đồ vật đi. Bên cạnh anh em hồ lô cùng lý văn bồi đối thoại rốt cục bắt đầu tô văn cũng không hề để ý anh em hồ lô không mời mà tới có thể duy trì lý trí đã là cho hắn mặt mũi huống chi chính như hắn nói hai người xác thực không có gì giao tình luôn không khả năng ở cùng nhau một đêm không phải là nói chuyện với nhau một đêm liền biến thành bằng hữu a anh em hồ lô hiện tại tâm thái cùng lý văn bồi kỳ thật không sai biệt lắm ngoại trừ chấp niệm vô dục vô cầu gặp sao yên vậy chỉ bất quá hắn vừa lúc xuất hiện đền bù anh em hồ lô sinh hoạt trống không nói như vậy cũng không sai mặc dù rất dễ dàng gây nên hiểu lầm chúng ta không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này lý văn bồi câu nói đầu tiên là vì sự tình trước kia hối hận thêm xin lỗi anh em hồ lô không nói gì không biết là thói quen suy nghĩ tung bay vẫn là không muốn để ý tới cái này vô dụng lời nói mạng của chúng ta, ngài tùy tiện lấy đi, nhưng hại tử xin ngài thủ hạ lưu tình, có thể chứ? Lần đầu tiên trong đời, Lý Văn Bội nói chuyện khách khí như vậy. Không giống hắn cái tuổi này thanh niên nói ra, tự hồ trong vòng một đêm đột nhiên trở nên thành thục. Đây chính là hắn cùng phụ thân Lý Duy tranh chấp niệm. Nhưng mà, anh em hồ lô vẫn là không có nói chuyện, cứ như vậy trực câu câu nhìn xem hắn. Ống ánh sáng long lanh huyết hồng hai mắt bên trong không nhìn thấy mảy may nhiệt độ. Lý Văn bồi trầm mặt xuống. Lúc đầu chuẩn bị rất nhiều lời ngữ, nhưng chính xác đối mặt huyết quỷ mới phát hiện, tất cả châu chuốt, cầu xin tha thứ, bác đồng tình loại hình lời nói đều vô dụng. Hai người hiện tại trạng thái tương tự, tự nhiên cũng liền có thể nhìn ra tâm tư của đối phương. Tô Văn đứng tại trước cửa sổ, đồng dạng không nói một lời. Chuyện này, hắn không có nhúng tay tư cách, cũng không có quyết định này bầu không khí cứ như vậy lạnh đi. Thời gian phản phất đều ngưng trệ. Có thể. Nửa ngày về sau, dường như rốt cục nghĩ thông suốt, hoặc là hoàn hồn, anh em hồ lô mở miệng nói ra. Đa tạ. Lý Văn bồi cứng nhắc khuôn mặt rốt cục có mãnh liệt tâm tình chập chờn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Xem ở trên mặt của hắn. Anh em hồ lô nói bổ sung. Đa tạ tô tiên sinh lý văn bồi lập tức quay người hướng tô văn nói lời cảm tạ không cần cảm ơn ta ta cái gì cũng không làm đồ vật chính ngươi lấy đi tô văn từ tốn nói không phải là không muốn muốn một cái toàn thân cao thấp chỉ có hơn một nghìn đồng tiền kẻ nghèo hèn đối mặt dạng này dụ hoặc làm sao có thể không tâm động nhưng là có nỗ lực mới có thu hoạch hắn nhận lấy những này liền đại biểu xác thực có giúp lý gia tiện thể nhắn ý tứ so sánh dưới hắn càng trân quý cùng anh em hồ lô quan hệ. Dù sao, thực lực mới là hết thảy. Hắn biết rõ mình muốn cái gì. Từng. Lý Văn Bội bỗng nhiên minh bạch hắn tâm tư, khóe miệng khiên động, lộ ra một vòng tự dễu cười khổ. Nếu như trước kia mình cũng có thể có dạng này rõ ràng đầu não, liền sẽ không có lý gia hiện tại tai nạn. Lưu lại đi. Anh em hồ lô chợt mở miệng. Vâng lý văn bồi khẽ giật mình bất quá lập tức liền đáp sau đó lại quay người nhìn về phía tô văn nói ra phần này chuyển nhượng giấy chứng nhận cần tô tiên sinh thân phận tin tức mới có thể không có đạt được cho phép chúng ta không dám tùy tiện sử dụng thân phận của ngài tin tức còn là lần đầu tiên dạng này cơ linh hiểu chuyện thế nhưng là đại giới lại không thể thừa nhận chuyển tới hắn danh nghĩa dùng thân phận của hắn tin tức đừng dùng ta Tô Văn nhìn anh em Hồ Lô một chút, nói, "Lý Văn Bồi trầm mặt. Lý gia mặc dù có năng lực không cần Tô Văn ra mặt cũng có thể đem thủ tục làm được, nhưng không có biện pháp chuyển nhượng cho một cái người chết." "Ta là người chết." Anh em Hồ Lô mở miệng nói ra. "Thân thích, bằng hữu, hoặc là quyên điệu, làm sao đều có thể?" Tô Văn bỗng nhiên có chút bực bội nói. Hắn phát hiện lòng của mình bắt đầu loạn. Lần này anh em hồ lô cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Quyên điệu Giá trị gần 2 tỷ đỉnh cấp văn phòng, hàng năm thu tô đều có thể thu mấy trăm triệu, hắn thế mà bỏ được quyên điệu. Nhìn ánh mắt của hắn, bực bội bên trong mang theo vài phần do dự, không giống làm bộ. Người thay ta nhận lấy. Anh em hồ lô ngược lại con mắt có chút sáng lên, dường như tới hào hứng, nói. Tô văn trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng điện quang, nhìn xem hắn, trầm mặt một lát, mới nói ra. Có thể. Bất quá làm đại giới, ngươi giúp ta giết một người. Người nào? Anh em hồ lô thuận miệng hỏi. Dường như một chút cũng không có cảm thấy không ổn. Lý Văn bồi miệng bên trong một trận đắng chát. Đây chính là lý do lớn nhất một bút tài sản, tặng không người, vẫn còn muốn thiếu đối phương ân tình. Chẳng lẽ đại lão đều là dạng này giao lưu sao? Tỉnh ngộ tô văn không có chút nào tránh lý văn bội ý tứ nói thẳng đội hành động đặc biệt một cái đạo sĩ trúc cơ kỳ chính là hắn để chúng ta hãm hại tô tiên sinh lý văn bội trong lòng khẽ động chủ động nói nói còn có trong nhà của chúng ta có một gốc trăm năm linh trúc vốn là mời hắn thay ra mặt hiệp thương ta sau khi trở về liền phái người đưa tới cho tô tiên sinh ta không quan hệ nhưng người muốn cân nhắc tốt làm như vậy đại giới anh em hồ lô tự hồ thật đem tô văn làm bằng hữu. Một cái luôn luôn nhớ muốn giết chết ngươi, sau đó đoạt ngươi gia sản gia hỏa, ngươi sẽ làm sao? Tô văn hỏi. Anh em hồ lô, Lý Văn Bồi đều không có lên tiếng âm thanh. Đương nhiên là trước giết chết hắn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Sát ý bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chúng ta cũng có thể giúp một tay. Lý Văn Bồi bỗng nhiên chủ động nói. Không phải có hội chứng Stockholm, mà là phong ba qua đi, Lý Gia còn lại chỉ có hài tử, ngộ nhỡ ngày nào huyết quỷ khó chịu làm sao bây giờ. Cho Tô Văn Lưu lại một cái ân tình, không chỉ có thể phòng ngừa hậu hoạn, mà lại nói không chắc đối phương tương lai sẽ còn chiếu cố một chút đời sau của mình. Hắn cũng có một đứa bé. Còn riêng, còn không có một tuổi tốt nhất mặc cho bạn gái sinh nhà gái tâm tư hắn biết rõ vốn là để nhà gái đánh rụng kết quả không nghĩ tới đối phương lại giấu giếm hắn vụn trộm sinh xuống tới nếu như là nữ nhi còn chưa tính hết lần này tới lần khác vẫn là con trai lý gia rất xem trọng huyết mạch truyền thừa không có cách chỉ có thể mỗi tháng cho tiền sinh hoạt nuôi dưỡng ở bên ngoài hiện tại thì là vạn phần may mắn sở dĩ không đem văn phòng lưu cho chính mình cái này nhi tử là bởi vì hắn còn không có ngốc chỉ dựa vào cô nhi quả mẫu làm sao có thể thủ được hắn hiện tại đầu não sau bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng lý trí tin tức không thể rò rỉ ra tô văn nhìn hắn một cái từ tốn nói hắn cũng biết chuyện này phong hiểm rất lớn nhưng tỉnh ngộ hành vi đã đụng chạm lấy ranh giới cuối cùng của hắn tại bí cảnh bên trong cũng không phải chưa ăn qua thua thiệt vết qua người đương quả quyết lúc nhất định phải quả quyết. Chúng ta có thể đem hắn dẫn tới trong nhà. Lý Văn Bồi trầm mặt một lát, nói. Hiện tại Lý Gia đã không có mấy cái người sống, mà lại, sau khi chuyện thành công, huyết quỷ thuận tiện báo thù rửa hận, căn bản không cần lo lắng tiết lộ phong thanh. Đối với mình hung ác, mới là thật hung ác. Bất quá, Tô Văn Nhân tình này khẳng định là thiếu. Mà lại thiếu còn không nhỏ. Ngươi cái này trạng thái có thể động thủ sao? Anh em hồ lô, vẫn như cũ một bộ không quan trọng bộ dáng, nhìn về phía Tô Văn. Đánh phụ trợ không có vấn đề. Tô Văn đáp. Sấm sét bôn lôi quyền không được, nhưng hắn tự mang kỹ năng lại không vấn đề. Tại giai đoạn trước, băng hệ kỹ năng dùng tốt phi thường, so sấm sét bôn lôi quyền còn muốn dùng tấp nập. Mà lại, tuy nói đồng dạng tiêu hao pháp lực, nhưng đối kinh mạch gánh vác cũng không lớn, có lẽ là tự mang kỹ năng nguyên nhân. Anh em hồ lô không nói thêm gì nữa. Lúc nào? Tô Văn nhìn về phía Lý Văn Bồi. Theo lý thuyết hẳn là hắn quyết định, nhưng quyết định thời gian tương đương với lý gia sinh mệnh đếm ngược, cho nên đem quyền lựa chọn giao cho Lý Văn Bồi. Liền đêm nay rạng sáng đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không ngờ, Lý Văn Bồi lại lạnh nhạt nói nói, sau khi trở về, ta đem sự tình an bài tốt, thông báo tiếp Tô Tiên Sinh dường như thật đã đại triệt đại ngộ. Tô Văn yên lặng gật đầu. Lý Văn bồi cầm lên chuyển nhượng giấy chứng nhận, nhìn xem Tô Văn hai người. Anh em hồ lô thân hình thoát một cái, không còn xuyên tường, mà là quỷ dị hư không tiêu thất. Tô Văn đem rương hành lý cài lên, lưu trong phòng, tán đi bao phủ gian phòng cách âm pháp thuật, cùng Lý Văn bồi cùng nhau ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Triệu Huy ba người sớm đã các loại lo lắng làm sao thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra. Nhất là trở ra không lâu, gian phòng đột nhiên bị một đạo cách âm pháp thuộc bao phủ, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh, Khiến cho ba người cũng bị mất nói chuyện trời đất dục vọng, không ngừng uống nước, liên tiếp nhìn về phía cổng phương hướng. Rốt cuộc ra. Gần 20 phút, hai người mới ra ngoài. Rương hành lý không thấy. Hắn thế mà thật nhận lấy rồi triệu huy kinh ngạc nháy nháy mắt nhìn về phía tô văn mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng thấy thế nào hắn đều không giống như là loại kia tùy tiện cải biến quyết định tính cách lý gia cho ra cái gì đại giới mới khiến cho hắn đáp ứng lý thủy viện cùng mạnh vũ thì nhìn chăm chú một chút nhãn tình sáng lên hai người này thật là có không liên lạc được thành lý văn bồi không có cùng ba người đánh ý nghĩ bắt chuyện thẳng rời đi tô văn cũng không có tiễn hắn viện đèn cũng không có mở một người gầy gò bóng lưng tiến vào đèn nhánh bóng đêm rất nhanh một tiếng vang lên phi tóc trời xa cho đến biến mất một cổ bi thương nhàn nhạt chi ý ở phòng khách dâng lên tô văn ngươi cùng huyết quỷ nhận biết lý thủy viện thu liễm suy nghĩ về sau đột nhiên hỏi tô văn khẽ giật mình tại sao lại đều biết rồi tiểu mạnh đang tra tư liệu thời điểm phát hiện Ngươi cùng huyết quỷ cùng ở tại một cái cầu đạo minh trong đám. Lý Thủy Viện chủ động giải thích nói, lại thêm chuyện mới vừa phát sinh, cơ hồ là đặt tới trước mắt chứng cứ. Ừm. Tô Văn Tâm tư chuyển động, thừa nhận nói, kế hoạch sẽ không thay đổi. Coi như hắn cùng anh em Hồ Lô nhận biết thì thế nào? Tỉnh Ngộ là đi lý gia thời điểm bị anh em Hồ Lô đụng vào, sau đó bị thuận tay giết chết, cùng hắn có quan hệ gì? coi như bị hoài nghi cũng sao giữ lại dạng này một cái tai họa muốn tốt có thể nói lên nói lý thủy viện trên mặt lúc này lộ ra vẻ kích động hỏi hẳn là có thế đi tô văn mập mờ nói đừng cẩn thận là hơn lý thủy viện lại lắc đầu ngăn cản hắn nói trước đừng tiếp xúc với hắn chờ hắn báo thù rửa hận về sau lợi khí biến mất ngươi lại ra mặt thương lượng với hắn một chút khuyên hắn Nói đến nơi đây, bỗng nhiên nói không được. Cho tới nay, huyết quỷ đều biểu hiện được rất lý trí, chưa hề đối người vô tội xuất thủ, giống như cũng không cần cái gì khuyên. Hết thảy đều chỉ là nhóm người mình lo lắng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, không có vấn đề. Tô Văn cười cười, chủ động nói. Tốt, tốt. Lý Thủy Viện liên tục gật đầu, không che giấu chút nào đối với hắn thưởng thức, hiểu rõ đại nghĩa, phẩm tính ưu lương nếu như tất cả người tu hành cũng giống như hắn dạng này liền tốt. Trầm ngâm một chút, chủ động nói ra. Tô Văn, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta người nhận nhiệm vụ, ngươi đi hoàn thành, chờ ngươi thông qua xét duyệt về sau, ta lại đem điểm tích lũy chuyển cho ngươi, thế nào? Sở dĩ muốn chờ xét duyệt, không chỉ là bởi vì nhận nhiệm vụ tư cách, không có tại nội bộ bọn họ hệ thống lập hồ sơ, hoàn thành nhiệm vụ không có điểm tích lũy ban thưởng, dạng này rất không có lời dù sao cũng liền một hai ngày sự tình chờ đã cũng không quan hệ bất quá có qua có lại tô văn vội vã như vậy mình cũng không thể keo kiệt phiền phức điểm liền phiền phức điểm nhiều hai đạo thủ tục sự tình không có vấn đề đa tạ lý ca tô văn lúc này đáp là thật rất bức thiết lý thủy viện mục đích đã đạt tới cũng liền không lại trì hoãn tô tiên sinh ta phát nhập nhóm xin không biết ngài có thể hay không cùng chủ nhóm nói rằng lúc trời đi mạnh vũ bỗng nhiên nhỏ giọng đối tô văn nói đi ở phía trước lý thủy viện không khỏi trong lòng hơi động một chút không có ý tứ chúng ta kia là bằng hữu nhóm không thêm ngoại nhân tô văn từ chối nhã nhặn mạnh vũ chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu lý thủy viện tâm tư cũng tiêu tán theo đem xe lái vào sân quay đầu lúc này mới rời đi tô ca ngươi làm sao đáp ứng đâu Trở lại phòng khách về sau, Triệu Huy lúc này mới hỏi. Một bên nói, một bên nháy mắt ra hiệu, không biết còn tưởng rằng ánh mắt hắn căng gân đâu. Không phải ta đáp ứng. Tô Văn Đệ ép, ép ép mũ, nói, "Trong rương là cái gì?" Triệu Huy đầu tiên là sững sờ, dường như không nghĩ tới vị kia thế mà lại đồng ý, xem ra quan hệ của hai người so với mình nghĩ còn muốn sâu, lập tức liền lại nhãn tình sáng lên cả người tự như một con nghe được mùi cá tanh phì miêu hiếu kỳ hỏi nói sẽ không phải lại là một cái rương tiền a à. không sai tô văn gật đầu triệu huy con mắt càng sáng thêm hơn bất quá không là của ta mà là hắn tô văn mỉm cười triệu huy trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ mặc dù rất muốn nói hắn một cái quỷ đòi tiền có làm được cái gì nhưng lời đến khóe miệng đánh một vòng lại nuốt xuống buổi tối hôm nay hành động, người có muốn hay không tham gia? Tô Văn đột nhiên hỏi. Ừm, ta chuẩn bị. Hả? Triệu Huy cho là hắn nói là Lý Thủy Viện nói cho nhiệm vụ, nói đến một nửa mới đột nhiên cảnh giác. Không đúng. Trên người hắn có sát khí tràn ra. Nếu như là đi làm nhiệm vụ, không có khả năng có sát khí. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn động thủ hay sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Mài đao xoèn xoẹt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hôm qua Tô Văn tìm hiểu tỉnh ngộ tin tức, Triệu Huy cũng không để ý, đồng thời còn chủ động phối hợp, chỉ coi hắn phát tiết một chút trong lòng nộ khí. Người bình thường ai sẽ tại luyện khí 6 tầng thời điểm đi giết một cái trúc cơ kỳ cao thủ. Không nghĩ tới, hắn thế mà thật muốn động thủ đây chính là đội hành động đặc biệt đại lão trúc cơ kỳ cao thủ đừng nhìn đối huyết quỷ rất kiên kỵ đó là bởi vì à hắn không có khả năng dạng này không để ý tới trí chẳng lẽ huyết quỷ đáp ứng xuất thủ vậy liền rất có triển vọng mà lại sau đó có thể đem trách nhiệm đẩy lên huyết quỷ trên thân tâm tư đột nhiên sinh động triệu huy mặc dù nhát gan cẩn thận nhưng cũng không có nghĩa là không quả quyết nên quyết đoán thời điểm quyết định thật nhanh hắn hiểu được tô văn ý tứ mặc dù mấy ngày nay chung đụng không tệ nhưng không rõ ràng lai lịch của mình không có khả năng bởi vậy liền đơn giản tín nhiệm chính mình muốn tiến thêm một bước tín nhiệm cần mình đưa ra nhập đội là cái này ngược lại không lo lắng cho mình cự tuyệt về sau tô văn sẽ đối với mình như thế nào điểm ấy vẫn là có thể tín nhiệm về phần mật báo ha ha chỉ là đến cùng có đáng giá hay không Hai người chưa nói tới cỡ nào cảm tình sâu đậm, tất nhiên ưu tiên cân nhắc lợi ích quan hệ. Trước nói chỗ xấu, đây là tính cách của hắn. Một khi thất thủ, cứ việc khả năng không lớn, nhưng cũng nên suy tính một chút, sợ là liền muốn lưu lạc thiên nhai, tìm khe suối trốn đi. Thành công, rất có thể sẽ cùng Tô Văn cùng một chỗ được xếp vào hoài nghi đối tượng, hơn nữa còn muốn cân nhắc các tạo sơn phản ứng, bất quá có huyết quỷ làm hậu thuẫn, cũng là không cần quá sợ lại nói chỗ tốt, thành công cùng Tô Văn, huyết quỷ hai vị này đại lão buộc chung một chỗ, có chỗ dựa, có có thể tín nhiệm tiểu đồng bọn. Chính là quần hùng cùng nổi lên thời đại, không có mấy cái đáng tin tiểu đồng bọn, trừ phi ngươi là đứa con của số phận, tùy tiện tìm tòa vách núi nhảy một cái liền có thể thu hoạch được thường cổ truyền thừa, cực phẩm bảo vật, hoặc là hai cái gì thú đồng quy vu tận loại kia, nếu không chỉ có thể chảy nước bọc nhìn người khác phân bánh gato. tô. Tô Văn vì cái gì gặp một cái liền đến một câu, lưu cái phương thức liên lạc. Cũng là bởi vì rõ ràng điểm ấy. Có cái nhìn đại cục, có điểm mấu chốt, có thực lực, có mị lực cá nhân, một đêm thời gian liền đem huyết quỷ thông đồng thành công, sát phạt quả đoán, vừa mới phát hiện, biết làm người, Lý Thủy Viện không biết làm sao niệm tình hắn tốt đâu. Dạng này một cái, chủ nhóm, tự hồ rất đáng tin. Đi. Triệu Huy do dự sau một lúc lâu, rốt cục làm ra quyết định. Có bài tẩy gì, đợi lát nữa chuẩn bị một chút, không cầu nhất kích tất sát, dù sao có thực lực sai biệt, lấy quấy rối, đánh gãy, ngăn chặn làm chủ, hắn mới là chủ lực. Tô Văn Dặn dò, cũng không kỳ quái lựa chọn của hắn. An bài đến có lý có cứ, triệu huy kích động bành trướng tâm tình cũng thoáng yên ổn. Đi giết một chút cơ kỳ cao thủ, hơn nữa còn là đội hành động đặc biệt đại lão một trong, dù chỉ là đánh phụ trợ dù là đã làm ra quyết định lại vẫn là khẩn trương kích động đến vô cùng lần thứ nhất kéo bạn gái tay đều không có khẩn trương như vậy anh em hồ lô tô văn bỗng nhiên cao giọng hô anh em hồ lô triệu huy khẽ giật mình bất quá lập tức liền giật mình khóe mắt kéo ra vội vàng cắn răng một cái nghiêm mặt không lộ mảy may dị dạng quả nhiên huyết quỷ thân hình xuất hiện không nói một lời nhìn chằm chằm tô văn kia một cái rương tiền cho ngươi tồn ngân hàng vẫn là thế nào năm trước tiểu thâu tương đối nhiều thả trong nhà không an toàn tô văn cũng không thèm để ý trực tiếp hỏi lúc trước tuyệt đối là cố ý hắn đây là phản phát quy chân thật thành anh em hồ lô sao ác thú vị tràn đầy ngươi không muốn anh em hồ lô mở miệng hỏi đó là ngươi tiền không có quan hệ gì với ta Tô Văn không chút do dự nói. Vẫn là câu nói kia, so với tiền, hắn càng để ý cùng anh em hồ lô, hữu nghị. Chi cho nên trực tiếp hô anh em hồ lô, cũng là bởi vì biết đối phương muốn chính là một cái giống như kiểu trước đây có thể nói chuyện phím khoác lác bạn trên mạng, mà không phải một cái khúng núng, phụ thuộc tự thân tiểu đệ. Mà lại, hắn đang làm mình đoàn nhỏ đội, nếu như ngay cả điểm ấy đều không phân rõ, còn thế nào để đồng bạn tin phục? các ngươi không biết trận pháp sao? Trầm mặt một lát sau, anh em hồ lô hỏi. Ta chỉ biết một cái tiên thiên bát quái trận. Tô Văn hồi đáp. Thời gian ba năm, nhìn không ngắn, nhưng đối với tu hành tới nói ngay cả đánh cơ sở thời gian đều không đủ, thời gian của hắn đều dùng tại tu hành phương diện, nhìn đạo thư cũng là tu hành loại hình, đối luyện đan, phù lục, trận pháp loại hình đều không tinh thông. Tiên thiên bát quái trận, vẫn là nhìn rừng cửu đẳng người tự mình biểu thị lại hỏi quyết khiếu mới hiểu cũng là bởi vì trận pháp này vận hành nguyên lý tương đối đơn giản mấu chốt tại pháp khí bày trận người ta cũng không biết triệu huy lắc đầu lần trước là mượn nhờ tiểu đào hồng lực lượng bày ra quỷ đã tường hắn tự thân cũng không hiểu trận pháp trước thả ngươi gian phòng đi ngày mai lại an bài anh em hồ lô đối tô văn nói được tô văn không có chối từ đã là ban đêm xác thực xử lý không tốt trao đổi một chút đi làm tốt phối hợp buổi tối sự tình muốn bảo đảm vạn vô nhất thất tạm thời giải quyết chuyện tiền bạc tô văn bắt đầu ra lệnh nhất định phải có một cái đầu lĩnh mà lại vốn chính là chuyện của hắn từ mình bắt đầu phô bày băng đạn băng phong bạo cùng sương chi tân tinh triệu huy kinh ngạc miền mở rộng nửa ngày không thể nhắm lại đã nói xong lôi tu lôi linh căng đâu sấm sét bôn lôi quyền chẳng lẽ là giả mi tâm cái kia đạo lôi điện phù lục cũng giống như ấn ký cũng là giả hay sao cảm thụ được trong phòng tản mát hàng khí đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh bất quá cái này ba cái kỹ năng thật vô sĩ a à? băng đạn cùng băng phong bạo không nói tất cả đều mang theo ngẫu nhiên đông kết địch nhân công hiệu liền nhìn ngươi hôm nay chút xui xẻo không chút xui xẻo Sương Chi Tân Tinh, đơn giản chính là quần chiến lợi khí. Đáng tiếc duy nhất chính là hiện thực không phải trò chơi, không có tổ đội công năng, nhất định phải phối hợp phi thường ăn ý mới có thể, nếu không đem đồng đội cùng một chỗ đông kết liền khôi hài. Anh em Hồ Lô, một đôi mắt đỏ đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ, rõ ràng tu luyện chính là lôi hệ công pháp, dùng như thế nào ra đều là băng hệ thuật pháp. Xấu bụng đến loại trình độ này, hắn cũng đủ có thể. Hắc viêm, trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Mặc dù không thể đốt tỉnh ngộ linh hồn, nhưng quấy rối hắn một chút vẫn là có thể. Triệu Huy trong tay xuất hiện một chùm ngọn lửa màu đen, biến ảo thành các loại hình dạng, hoặc là kết lưới, hoặc là kéo thành một đạo dây thường dài, hoặc là hóa thành một chùm hỏa tinh. Điều khiển đến linh hoạt vô cùng. Tại hắc viêm tiếp cận lúc, một cổ tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Tô Văn gật gật đầu, cùng Triệu Huy cùng nhau nhìn về phía anh em Hồ Lô. Huyết phách thần quang. Lần này không có ngẩn người, thân hình hóa thành một giải lụa cũng giống như huyết quang, lóe lên một cái, đột nhiên xuất hiện tại Tô Văn trước mặt. Cơ hồ không nhìn thấy ở giữa phi hành quá trình. Triệu Huy kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đổi hắn căn bản phản ứng không kịp. Lại nhìn Tô Văn, quanh người hiện ra một tầng nhỏ vụn màu băng lam tuyết mảnh cũng giống như lập thể hộ thuẫn đây là cái gì? Anh em hồ lô thân hình xuất hiện, tò mò nhìn tô văn quanh người hộ thuẫn. Vừa mới thế mà cảm giác được một tia lãnh ý. Dù chỉ là một tia, đối với hắn cũng mười phần hiếm lạ, phổ thông pháp bảo bị hắn bổ nhào về phía trước đều biết hiệu quả mất hết, biến thành phế vật. Nhưng tô văn quanh người tầng này hộ thuẫn, mặc dù không thể ngăn cản hắn, nhưng lại xinh đẹp vẫn như cũ. Vỡ nát điểm điểm, ống ánh sáng long lanh, bừng tỉnh giống như một đạo màu băng lam ngân hà vận quanh ở xung quanh người, phiêu đảng trường, tự như ảo mộng, rất xinh đẹp. Băng phong bọc thét. Tô văn mặt đen lên hồi đáp. Đồng dạng bị giật nảy mình. Tại anh em hồ lô, có hành động trước liền phát giác được nguy hiểm, bản năng dùng ra. Đây chính là tiên thiên cảm giác mát điểm chỗ tốt. Đáng tiếc không hiệu quả gì, là chính hắn dừng lại. Biểu thị về sau, thương lượng ra mấy bộ đơn giản phối hợp phương pháp. Mài đao xoèn xoẹt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Thủy Điền Thôn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cho Trường Đại Phân Hiệu Cổng, một cổ rất bình thường màu trắng ô tô dừng ở ven đường, Hạ Di Văn đem chìa khóa xe đưa cho Tô Văn. Thương lượng xong về sau, tô văn cùng triệu huy muốn đem lý thủy viện thay mặt tiếp nhiệm vụ đi trước làm thuận tiện rèn luyện một chút nhưng mà chờ xuất phát lúc mới phát hiện không có phương tiện giao thông chẳng lẽ mình hai người cùng kỵ một cổ nhỏ xe điện tiến đến thời gian này xe buýt mặc dù còn có nhưng khi trở về khẳng định đừng suy nghĩ hơn nữa còn không đến mục đích đón xe cũng là đồng dạng đạo lý nam giao vốn là tương đối lệch chỗ kia lại càng thêm vắng vẻ phụ cận đều không có xe taxi rơi vào đường cùng, Tô Văn cho Hạ Di Văn gọi điện thoại. Hạ Di Văn không nói hai lời, rất sẵn khoái đồng ý. "Cảm ơn." Tô Văn nói lời cảm tạ về sau, vì Song Phương giới thiệu nói: "Vị này là đại học chúng ta lớp trưởng Kim Hệ Hoa Hạ Di Văn, ngay tại học nghiên, vị này là bằng hữu ta, bên kia chủ cho thuê nhà Triệu Huy, cũng là trường đại tốt nghiệp." "Chủ cho thuê nhà đồng học, người tốt." Hạ Di Văn hé miệng cười một tiếng chủ động đưa tay nói. Dường như vừa mới tắm rửa xong, trên thân mang theo một cổ dễ ngửi sữa tắm hương khí. Ngươi tốt. Triệu huy ngại ngùng câu nệ nắm tay. Sơ Trung về sau liền không còn có giao qua bạn gái, làm một thâm niên độc thân cẩu, đối mặt loại này dung quan chiếu người, lại tự mang khí tràng mỹ nữ, câu nệ là bình thường. Tự thân chính là tiệm bán quần áo lão bản, Hạ Di Văn mặc quần áo cách ăn mặc tự nhiên đều rất thời thượng dáng người cũng duy trì rất khá thuộc về tiêu chuẩn đô thị mỹ nữ đại đa số trạch nam lý tưởng hình vị kia lại đã tới không tô văn chờ hai người bắt chuyện qua hỏi tới qua lại mua một bộ quần áo ta đưa hắn một bản nam tính thời thượng tạp chí hạ di văn sau khi nói xong ngừng tạm lại bổ sung đứng đắn tạp chí không phải loại kia treo đầu dê bán thịt chó tô văn sờ lên cái mũi triệu huy ngượng ngùng cười một tiếng treo đầu dê bán thịt chó cái từ này dùng thập phần vi diệu đúng rồi giúp ta biểu thị một lần đi tô văn bỗng nhiên nói thế giới này cùng hắn kiếp trước cơ bản giống nhau ô tô cũng giống vậy bất quá dù sao là lần đầu tiên thao tác tiền thân tốt nghiệp trung học thi bằng lái về sau rốt cuộc không có sợ qua xe có muốn hay không ta đưa các ngươi đi hạ di văn kinh ngạc trừng lớn hai mắt hỏi không cần chúng ta đi địa phương tương đối vắng vẻ mà lại thời gian hơi dài tô văn từ chối nói vậy được hạ di văn lên xe vì hắn biểu thị một lần về sau xuống xe nói ra cẩn thận một chút mở xe hỏng không có việc gì người đừng làm bị thương đa tạ ngày mai mời ngươi ăn cơm tô văn ngồi lên ghế điều khiển hạ di văn cười phất phất tay giúp hắn đóng cửa xe nhìn xem hắn bình an xuất phát mới quay người trở về trường. Từ đầu đến cuối đều không hỏi hắn mượn xe đi làm cái gì. Trong xe, anh em hồ lô thân ảnh hiển hiện ra, muốn cùng đi xem một chút liền đến. Triệu Huy ông độ độ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chính hắn ở phía sau tòa. Độ độ ăn hết lý thủy viện mang tới con quỷ kia về sau, tinh thần cuối cùng tốt một chút như vậy. Đêm nay về sau, ba người không sai biệt lắm liền buộc chung một chỗ, cho nên cũng liền không có tránh hai người. Hai người ngạc nhiên không thôi. Triệu huy càng thêm kiên định muốn tìm một con giống cái quả đen suy nghĩ. Trong xe sạch sẽ gọn gàng, không có dư thừa đồ trang sức, trong không khí mang theo một cổ dễ ngửi nữ sinh đặc hữu mùi thơm, thanh nhã như lan, để cho người ta đợi đến rất dễ chịu. Tô văn hết sức chăm chú lái xe, tạm thời không có tâm tư phân thần. Triệu huy phụ trách hướng dẫn. Tiếp tục hướng nam. Ra khỏi thành thị, trên đường cổ xe đã lác đác không có mấy, Tô Văn cũng dần dần thuần thục, lúc này mới bắt đầu thảo luận nhiệm vụ lần này. Vùng ngoài thành một cái thôn nhỏ. Một cái tên là thân đông hoáng lão nhân gia, ham mê loại trúc, vì thế cố ý đem đến nông thôn đến ở. Bất quá, từ khi hơn một tháng trước thích nhất gốc kia trăm năm trúc già bị cưỡng ép mua đi, cả người liền mất đi sinh khí, bắt đầu cam chịu, còn lại cây trúc cũng không còn chiếu kháng. Không sai, Lý gia gốc kia trăm năm linh trúc chính là cướp hắn. Mặc dù tạm thời không biết có làm được cái gì độ, nhưng cái này cùng đầu tư, mùa xuống trước đến, giữ lại tăng giá trị cũng tốt. Hai tuần lễ trước, tiểu trấn bắt đầu phát sinh quái sự. Mỗi lúc trời tối đều có thể nghe được quái dị tiếng vang, nhưng lại tìm không thấy người. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi lòng người bàn hoàng. Đội hành động đặc biệt người đi hai lần đều không thể tìm tới căn nguyên, bất quá lại đem mục tiêu khóa chặt tại thân đông hoáng trong rừng trúc đề giao trong báo cáo nâng lên quỷ quái quấy phá khả năng cho nên lý thủy viện mới đem nhiệm vụ này giao cho tô văn không phải là không có đã xác nhận sự kiện linh dị chỉ bất quá tô văn dù sao còn chưa làm qua nhiệm vụ lo lắng kinh nghiệm không đủ xảy ra ngoài ý muốn cho nên lý thủy viện muốn cho hắn từ tính nguy hại hơi thấp sự kiện làm lên cái này khởi sự kiện đánh dấu vì nhất tinh nguy hại trình độ thấp nhất đối phương có ý tốt, Tô Văn cũng không tiện cự tuyệt. Huống hồ, lại cùng Lý Văn bội muốn đưa cho hắn gốc kia trăm năm linh trúc dính liếu quan hệ. Ba người đến cái này tên là Thủy Điền Thôn Nhỏ Lúc, đã là 9 giờ tối nhiều. Đuổi đến gần một giờ đường. Tối như mực, âm trầm, mới thời gian này, toàn bộ thôn đèn sáng thế mà một nhà đều không. Tỉnh đến làm người ta sợ hãi. Chạy tại hồi hương trên đường nhỏ, để cho người ta có loại hướng đi không biết khủng hoảng cảm giác làm sao như thế làm người ta sợ hãi triệu huy nhìn không được uốn éo người thầm nói mặc dù không phải không trải qua sau đây càng kinh khủng địa phương nhưng loại này yên tĩnh không biết ngược lại lại càng dễ để cho người ta miên man bất định trong tư liệu không có nâng lên loại tình huống này tô văn trầm giọng nói tình huống không đúng nếu như là loại tình hình này đội hành động đặc biệt không nên trì hoãn. Lý Thủy Viện cho tư liệu của hắn là ba ngày trước, nói cách khác, ba ngày này, lại có tình huống phát sinh. Đều đi rồi. Triệu Huy nhờ ánh trăng nhìn thấy, cơ hồ từng nhà đều khóa lại cửa. Tô Văn trong lòng khoát lên vẻ lo lắng. Lý Thủy Viện cho trong tư liệu, đã đem thân đồng hoán địa chỉ cố ý đánh dấu ra, ba người thẳng đến mục đích. Ở vào tiểu trấn gốc Đông Nam một tòa lão trạch liền một chữ, lớn. Chiếm diện tích gần ba mẫu. Trong viện, tường viện bên ngoài đều trồng rừng trúc. Đồng thời, tại trạch viện cách đó không xa một chỗ hồ nước bên trong, đồng dạng trồng thủy trúc. Tô Văn đối với phương diện này không hiểu nhiều, trừ thủy trúc bên ngoài, chỉ nhận xuất ngoại hình hết sức rõ ràng trúc tía, mai rùa trúc cùng thánh âm trúc. Bất quá, lúc này rừng trúc lại một mảnh hỗn độn, nghiễm nhiên tự như một mảnh mấy chục năm không ai quản lý đất hoang, cỏ dại mọc lan tràn, dây leo lan tràn, tương hỗ cấu kết, cuốn quanh ở cùng một chỗ. Đừng nói tiếng người, nhìn kia nhánh cỏ, dây leo tráng kiện trình độ, ba người không chút nghi ngờ sau phổ thông dây kẽm còn muốn trắng chắc. Cây trúc đổ một mảng lớn, siêu siêu vẹo vẹo. Đồng thời, rất nhiều đều hiện ra bệnh trạng màu vàng, màu xám, hoặc là màu đen, tại xanh ung tươi tốt, rậm rạp xanh biếc cỏ dại trong đám hết sức chói mắt. Két từng đợt gặm ăn âm thanh từ trong rừng trúc truyền đến cùng thanh âm huyên náo cùng một chỗ tại yên tĩnh u ám dưới bóng đêm phá lệ làm người ta sợ hãi trời mới biết bên trong đều ẩn giấu những thứ gì đổi thành nữ nhân đến đây đoán chừng lập tức liền có thế dọa chạy xe đã dừng lại triệu huy lại không có lập tức xuống xe mà là vẻ mặt cầu xin nhìn xem tô văn không phải tới bắt quỷ sao hắn là người tu hành không sai không sợ quỷ nhưng không có nghĩa là hắn không sợ côn trùng A. À. So sánh loại địa phương này, hắn càng ưa thích quỷ trạch. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Chạy trối chết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô văn sắc mặt cũng có chút khó coi. Khi thấm người thanh âm, ai nghe được đều sẽ sinh ra kháng cự tâm lý vừa định để anh em hồ lô ra ngoài tìm kiếm tình huống, tường viện bên ngoài trong rừng trúc, bỗng nhiên vang lên một trận ào ào âm thanh, dường như có đồ vật gì sắp ra. Có người. Ba người đồng thời cảm ứng được một cổ già nua mà suy yếu khí tức. Nếu như không có ngoại ý muốn, hẳn là trong tư liệu thân đông hoáng. Lúc trước không có cảm giác được, là bởi vì cổ khí tức này thực sự quá mức suy yếu, phản phất trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bất quá, rất kỳ quái, dạng này hư nhược một người, là thế nào đi vào trong rừng trúc? Những cái kia cỏ dại dây leo, cho người liêm đao cũng đừng nghĩ cắt động. Tô Văn đi đầu xuống xe. Triệu Huy cũng cùng đi theo. Một khi có ngoài ý muốn, trong xe rất bị động. Hôm nay ánh trăng không tệ, chỉ bất quá bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, nhiều hơn mấy phần thanh lãnh âm trầm, để Tô Văn không tự kiềm hãm được nghĩ đến vừa tiến vào bí cảnh cái kia buổi tối thích hợp quỷ quái ẩn hiện thời tiết tốt. Không bao lâu, một lớn một nhỏ hai bóng người từ trong rừng trúc đi ra. Tiểu nhân thân ảnh phía trước là cả người mặc trang phục màu xanh lục tiểu nữ hài, vừa đến 140cm dáng vẻ, mỗi lần tiện tay một nhóm, dây dưa cùng một chỗ phản phất lòng giam cỏ dại, giống như bị một thanh vô hình chìa khóa mở ra, rất nhẹ nhàng tách đi ra. Lớn thân ảnh ở phía sau, một cái thon gầy lão nhân, hẹp vai, eo nhỏ, trời sinh thân hình gầy, xương gò má cao ngất, tự như hai cái trứng gà, hai mắt đục ngầu, mang theo tơ máu, ánh mắt cùng hôm nay nhìn thấy Lý Văn bội mơ hồ tương tự, tóc trắng phơ, lộn xộn không chịu nổi, có thể so với trong rừng trúc cỏ dại. Khí chất âm lãnh, nhìn thấy Tô Văn hai người trong nháy mắt, mí mắt vẫy lên, quét tới, khóe miệng một phát, lộ ra một vòng quỷ dị giọng mỉa mai. Giống như là một đầu để mắt tới con mồi kền kền. So với anh em hồ lô, vì này càng giống nhân vật phản diện đại bốt bất quá tô văn hai người càng để ý đi ở phía trước cái kia áo xanh phục tiểu nữ hài. mặt nhọn mắt to chợt nghe xong khẳng định cảm thấy giống như là loại hình mặt nổi tiếng trên mạng ân ừ, sự thật cũng là dạng này bất quá không phải phổ thông loại hình mặt nổi tiếng trên mạng mà là loại kia chỉnh mười phần quá mức loại hình khắp nơi lộ ra một loại không hài hòa nhìn chằm chằm lâu thậm chí cảm thấy đến có chút dọa người nhất là cặp mắt kia đi ra rừng trúc sau mới phát hiện rõ ràng là một đôi mắt kép một luồng hơi lạnh từ hai người lưng dâng lên rất rõ ràng không phải nhân loại ngài tốt ngài là thân đông hoáng lão tiên sinh a à, chúng ta là đội hành động đặc biệt người mắt thấy một nhỏ một lớn đi đến ven đường tiếp cận hai người mình tô văn chủ động mở miệng nói ra tại sao lại đến đây đáng ghét thân đông hoáng tựa hồ tinh thần không quá bình thường, không có trả lời hắn, mà là một mặt bực bội tự nhủ. Nguyên bản yếu ớt khí tức, đột nhiên phi tốc mạnh lên, cùng với kịch liệt ba động, mười phần không ổn định. Triệu huy thần sắc siết chặt, dường như bản năng muốn lui lại một bước, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, bên cạnh mình chính là đồng bạn, không phải lấy trước kia loại, tiêu hao phẩm, thế là lại mạnh mẽ ngừng lại bước chân. Một sợi màu đen nổi lên hốc mắt của hắn. Thân Đông Hoáng còn tốt, khí thế mạnh hơn cũng không sợ, hắn sợ chính là cái kia mọc ra loại hình mặt nổi tiếng trên mạng, mắt kép tiểu nữ hài. Vừa mới con mắt giống như bỗng nhúc nhích, dọa đến toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên, giật nảy mình rùng mình một cái. Chi, quen thuộc tiếng chim hót vang lên, tô văn trên thân hiện ra một tầng lóa mắt điện quang. Tại cái này đen nhánh trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Thân Đông Hoáng ngay tại bộc phát khí thế đột nhiên dừng lại sau đó cấp tốc hạ xuống tiểu nữ hài kia khô khan trên mặt cũng hiện lên một vòng hồi hộp yêu tin quỷ quái chi lưu đối lôi điện có bản năng e ngại cứ việc tô văn bởi vì kinh mạch thụ thương không dám toàn lực bộc phát nhưng ở hai người trong mắt chưa chắc không có thể hiểu thành cảnh cáo chúng ta lần này tới là muốn hỏi người trong thôn đều đi đâu tô văn mở miệng hỏi lâm thời đổi chủ ý Lý Thủy Viện trên tư liệu căn bản không có nâng lên cô bé này, lại thêm trong rừng trúc quỷ dị động tỉnh, hắn cũng không muốn lấy thân mạo hiểm. Ban đêm còn có một trận trận đánh ác liệt đâu. Lý Văn Bội đã gọi điện thoại tới, cùng tỉnh ngộ đã hẹn thời gian, không giờ 10 phút. Không ai trả lời. Tô Văn nhưng lại không có từ bỏ, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm thân đông hoáng, trên người điện quan càng ngày càng sáng, tiếng chim hót cũng càng ngày càng nhanh, rất có một lời không hợp liền dấu hiệu động thủ. Vốn chính là uy hiếp, mà không phải động thủ, cho nên khi nhưng muốn đem thanh thế làm cho vang một điểm. Mọi người đều biết, đối mặt giả thú, ngàn vạn không thể yếu thế. Đây cũng là hắn dọa người kiểu cũ. Đều dọn đi rồi. Rốt cục, thân đông hoáng mở miệng nói ra. Thanh âm cổ quái, dường như mang theo trọng âm. Tô Văn nhìn chầm chầm hắn, không có lên tiếng đem hắn thấy mấy lần đều kém chút bộc phát triệu huy tâm tình cũng tùy theo cùng một chỗ vừa rơi xuống sợ tô văn chơi thoát bất quá lại sụ mặt không lộ mảy may dị dạng thu đội sau một hồi khá lâu tô văn mới mở miệng nói ra lời vừa ra khỏi miệng bầu không khí lập tức tùy theo dừng một chút hai người bình tĩnh lên xe quay đầu rời đi thân đông hoáng cùng tiểu nữ hài kia đứng tại bên đường một mực nhìn lấy cổ xe biến mất vì cái gì không động thủ thân đông hoáng đột nhiên hỏi chi 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 tiểu nữ hài trong miệng phát ra một trận kỳ quái tiếng vang giống như là một loại nào đó côn trùng tiếng kêu bên trong có cái sau ngươi còn lợi hại hơn thân đông hoáng nhíu mày tự lẩm bẩm chi 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 tiểu nữ hài lại nói một câu cái gì rời đi nơi này tốt không được nhất định phải rời đi các ngươi cam đoan chờ phong ba qua đi chúng ta khẳng định giúp ngươi cầm về thân đông hoáng bắt đầu điên cuồng nói một mình dường như thể nội còn có một cái khác linh hồn tại một bên khác rời đi thủy điền thôn rất xa về sau tô văn bỗng nhiên đem xe dừng ở ven đường nói ra nghỉ ngơi ta cho lý thủy viện gọi điện thoại tốt triệu huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói ra má làm ta sợ muốn chết. Tên kia dáng dấp quá quỷ dị, chẳng lẽ là côn trùng thành tinh. Lúc này mới ba tháng, không thể nào. Lúc ấy không chỉ là đối mặt tiểu nữ hài kia cùng thân đông hoáng, tại bọn hắn dặn co lúc, trong rừng trúc gặm ăn âm thanh tất cả đều dừng lại, không biết nhiều ít, cũng không biết là cái gì, tất cả đều hướng vị trí của bọn hắn hội tụ. Có thể nghĩ, một khi động thủ, tất nhiên sẽ có lít nha lít nhít không biết tên quái trùng cùng nhau tiến lên liếc nhìn chỗ ngồi phía sau anh em hồ lô đến cùng là đại lão vẫn như cũng một bộ suy nghĩ tung bay biểu lộ thờ ơ bất quá hắn cũng biết may mắn mà có vị này uy hiếp hai người mới có thể nhẹ nhàng như vậy rời đi Súng xe hít thở không khí tô văn nhiệm vụ hoàn thành điện thoại rất nhanh kết nối lý thủy viện cười hỏi tại hắn nghĩ đến đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ tô văn hẳn là dễ như trở bàn tay hoàn thành cái rắm. Chúng ta kém chút bàn giao ở nơi đó, các ngươi người làm ăn gì? Hiện ở trong thôn ngoại trừ lão đầu kia cùng một cái quái dị đứa nhỏ, một người sống đều không có, ta hoài nghi có phải hay không đều bị trong rừng trúc quái trùng ăn hết. Không đợi Tô Văn mở miệng, Triệu Huy bỗng nhiên phát nổ nói tục. Có mấy lời, làm lão đại không tiện nói, cần bên cạnh tiểu đệ ra mặt. Cái gì? Trong điện thoại di động, đột nhiên vang lên ầm âm, âm thanh, cùng lý thủy viện sợ hãi nhìn đau thanh âm tiểu bàn tử loại sự tình này nhưng không đùa được bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video